đó là hay là còn bốn cái pháp mà để mình phát triển cái chánh niệm, đó là niệm thân. Thì tất cả những cái gì nó liên quan đến thân thì được gọi là niệm thân. Niệm thọ là tất cả những cái gì nó liên quan đến những cái cảm thọ thì gọi là niệm thọ. Niệm tâm là phân biệt tất cả các cái thể loại tâm, tâm thức khác nhau. Và niệm pháp, pháp là tất cả những cái gì mà cái ý thức của mình nó có thể biết được, nó có thể nhận biết được, thì đấy được gọi là niệm pháp. Tức là ngoài cái thân, cái thọ, cái tâm ra thì tất cả những cái còn lại được gọi là pháp. Tức là cái phạm vi mà niệm pháp thì nó rất là rộng. Thì ở trong đó có cái pháp niệm thân là một trong những cái pháp cũng được Đức Phật đề cập ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ này rất là kỹ. Cái phần niệm thân, ví dụ như là vì đó niệm thân là niệm về hơi thở vào ra, thì tất cả những cái gì nó thuộc về phần vật chất thì nó thuộc về thân, nó thuộc về cái thân. Cái hơi thở nó là một cái phần của thân. Một cái người mà đang thực hành cái pháp thiền niệm hơi thở thì những người đấy cũng đang thực hành một trong những pháp quán niệm xứ, em gọi là tứ niệm xứ, được gọi là thân quán niệm xứ, hay là quán về các cái oai nghi đi đứng nằm ngồi. Và vì ấy biết mình đang đi đứng nằm ngồi, đấy cũng là niệm thân. Hay là niệm thân thì có quán về 32 thân phận, từ tóc, lông móng, răng da cho đến nước tiểu, thì quán cái đấy cũng thuộc về niệm thân. Hay là quán về những cái pháp như là quán bộ xương, thiền quán về xác chết, quán niệm về sự chết, thiền là niệm thân. Và một trong những cái pháp quán mà nó có thể phát triển đến cái trí tuệ thâm sâu nhất trong các cái pháp quán về niệm thân đó, đó được gọi là về phần quán tứ đại, hay là niệm về giới phân biệt. Giới phân biệt cũng là niệm về thân mà phân biệt ra các cái đại chủng khác nhau, hay là các cái ranh giới, các cái ranh giới của các cái thể loại vật chất này. Đấy được gọi là niệm thân. Thì tại sao Đức Phật lại dạy về bốn cái pháp về niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp? Bởi vì là tất cả chúng sinh ở trên thế gian này bị vô minh che nấp, bị phiền não, tham ái, chấp thủ nó che nấp. Và cho nên là thường mình không thấy đúng được sự thật của các pháp, mà hay có cái sự lầm tưởng đối với các pháp. Ví dụ như là mình có cái tham ái chấp thủ đối với thân. Mà tại sao mình có tham ái chấp thủ đối với thân? Là bởi vì mình không hiểu rõ cái bản chất của cái thân này là gì, cho nên là mình tham ái nó, chấp thủ nó. Từ cái tham ái chấp thủ đó nó dẫn đến cái sự tạo nghiệp, rồi là từ cái tạo nghiệp đấy nó để lại nghiệp hữu, từ cái nghiệp hữu nên nó xu tiến, nó làm cái động lực mà nó thôi thúc mình đi tái sinh từ kiếp sống này sang kiếp sống khác, mà mình chịu bao nhiêu cái nỗi khổ đau ở trong cái dòng luân hồi sinh tử không có khởi đầu, không có kết thúc này, cũng là do cái vô minh hiểu sai về bốn cái, hiểu sai về thân cho nên tham ái chấp thủ với thân, hiểu sai về các cảm thọ cho nên tham ái chấp thủ với thọ, hiểu sai về tâm cho nên tham ái chấp thủ với tâm, hiểu sai tất cả các pháp còn lại cho nên tham ái chấp thủ với tất cả các pháp khác. Thì Đức Phật mới dạy niệm thân. Niệm là để làm gì? Niệm là để phát triển các cái trí tuệ, để phải có được cái chánh trí, hiểu đúng cái bản chất, hiểu đúng cái sự thật của thân. Hiểu ra rồi thì mình thấy thấy nó là thấy được cái tính chất của nó rồi, thì mình thấy là sự thật của thân rồi, thì lúc đấy nó là trí tuệ. Và giữa vô minh với trí tuệ thì nó sẽ đối lập với nhau. Khi nào có vô minh thì không có trí tuệ, khi nào có trí tuệ thì không có vô minh. Khi nào vô minh nó khởi lên thì tham ái nó cũng sẽ khởi lên. Tham ái mà mạnh quá thì chấp thủ sẽ khởi lên.
đấy là vô ni tha bái chấp thủ, nó luôn đi kèm với nhau như vậy. Còn khi nào mà cái sự hiểu biết đúng sự thật khởi lên, tức là trí tuệ nó khởi lên, khi mà có cái trí tuệ để thấy đúng sự thật của các pháp hay là của thân thọ tâm pháp, thì lúc đấy sẽ cái vô minh sẽ được diệt trừ, tham ái được diệt trừ, chấp thủ được diệt trừ, thì những cái nghiệp hữu nó cũng sẽ được diệt trừ, và cái nhân để đi đến luân hồi tái sinh cũng bị đoạn trừ. Và cái người đấy, vậy cái người nào mà thực hành theo cái bài kinh Đại Niệm Xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp một cách thuần thục, có thể tu tập để phát triển ra được cái chánh trí, để phát triển ra được cái trí tuệ, hiểu rõ sự thật của bốn cái pháp, của hiểu rõ bản chất sự thật của thân thọ tâm pháp này, thì là người đấy sẽ chứng ngộ được niết bàn, giác ngộ được các sự thật thì chứng đắc được niết bàn, giải thoát luôn hồi khổ. Đấy là vì vậy nên là cần phải thực hành một bất cứ một cái hành giả nào mà thực hành cái pháp hành ở trong giáo pháp của Đức Phật, nó đều không nằm ngoài bốn cái pháp này. Nên đó là tứ niệm xứ, tất cả những cái pháp tu tập về phát triển trí tuệ đều dựa ở trên tứ niệm xứ này, đó là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp này. Thì trong cái phần về tới phân biệt hay là quán niệm về thân thì nó chỉ là một phần trong những cái phần niệm thân này. Có rất nhiều cái cách để niệm thân, có rất nhiều phương pháp niệm thân, thì trong đó có một phần để phát triển được cái trí tuệ chánh trí, hay là cái phần mà niệm thân mà ở cái mức sâu sắc, đó chính là quán sát về bốn đại. Và trong cái bài kinh cái niệm xứ Đức, trong cái chánh kinh Đức Phật dạy này, nàng nữ này các tỷ kheo, tỷ kheo quán sát thân này về vị trí các giới và sự sắp đặt của các giới. Trong thân này có điện đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Này các tỷ kheo, như một người đồ tể thiện xạ hay đệ tử của người đồ của một người đồ tể giết một con bò rồi ngồi cắt chia từng thân phần tại ngã tư đường, cũng vậy này các tỷ kheo, vị tỷ kheo quán sát thân này về vị trí các giới và về sự sắp đặt các giới. Trong thân này có điện đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên cả nội thân và ngoại thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay vị ấy sống quán tánh diệt tận ở trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt ở trên thân, có thân nên vị ấy an trú chánh niệm, như vẫn với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước vật gì ở đời. Này các tỷ kheo, như vậy là vị tỷ kheo sống quán thân trên thân. Thế là trong chánh kinh Đức Phật dạy như thế, quán thân trên thân thì vị đấy quán về các cái giới phân biệt. Thế bây giờ quán giới phân biệt là quán về các cái sắc đặt các cái giới. Thì các cái giới phân biệt ở đây có nghĩa là vị ấy phải phân biệt ra từng cái thân phần một, nó có ranh giới của nó, nó có giới hạn của nó. Và vậy thì tất cả, tức là vị đấy phải có được một cái sự phân chia, chia trẻ nó ra, cái thân này ra, để mình thấy được các cái phần khác nhau ở trong một cái thân này, trong một cái khối thân này, nhưng mà nó có những cái thân phần khác nhau, nó có những cái tính chất khác nhau ở trong đấy, nó có những cái đặc chủng khác nhau ở trong đấy. Vậy thì thứ nhất là vị đó cần phải phân tích ra cái giới phân biệt, quán vị trí các cái giới ở trên thân. Giới là một cái ranh giới, cái khoảng cách phân chia vị trí của các cái sắc pháp trên cái thân thể này. Ví dụ như là trên cái thân thể của mình có ranh giới, tóc nó có giới hạn, lông móng răng da, thì mỗi một cái đấy nó có một cái phạm vi, một cái giới hạn riêng.
Và với cái trí tuệ, với một cái người mình nhìn tổng thể và nó thì mình thấy nó khả ái. Nhưng mà nếu như bây giờ mình nhìn vào bất cứ một cái gì cũng vậy, nếu như mình nhìn với một cái con mắt mình nhìn một cách tổng thể, mình sẽ thấy nó có cái hình dáng như thế này, nó có hình dáng như thế kia, và mỗi một cái thứ vật chất ở trên đời nó có màu sắc, nó có hình dáng, rồi nó có một cái giới hạn khác nhau. Và nếu như mình nhìn vào cái hình tướng ở bên ngoài đấy thì mình sẽ sinh ra cái tâm là phân biệt, à cái này đẹp, cái kia xấu, cái này chất lượng, cái kia kém chất lượng, rồi mình sinh ra cái tình cảm chi phối ở trong đấy. Nên là mình có thể sinh ra cái sự gọi là ưa thích cái này và chán ghét cái kia. Cho nên là nó sinh ra cái gì mà ưa thích thì mình sẽ bị tham đắm với nó, mình chấp thủ vào nó. Cái gì mình chán ghét thì mình sẽ khởi lên cái tâm bực bội, khó chịu, buồn phiền với nó. Và một cái người nếu như mình có cái trí tuệ thấy được sự thật của các pháp, tức là thấy được sự thật của nó không, mình không nhìn vào cái hình tướng của nó mà nhìn vào cái bản chất của nó, thì nó sẽ khác. Mình nhìn vào cái bản chất của nó thì nó không giống như những cái gì mình thấy bằng mắt thường, mà cái bản chất của nó phải được thấy bằng trí tuệ. Mình thấy bằng con mắt thì mình chỉ thấy được cái hình tướng, còn nếu mình thấy được, mình quan sát bằng trí tuệ thì mình mới thấy được cái bản chất. Như là một cái người nhìn thấy những cái hình dáng ở bên ngoài, như mình nhìn vào một ngôi nhà mình thấy nó có cái hình dáng, nó có cái sự khả ái, tức là có cái đẹp, có cái xấu, có cái để cho mình khen ngợi, có cái để cho mình chê bai. Thì tất cả những cái khen, chê, yêu ghét đấy là phiền não. Đó là có cái sự chấp trước ở trong đó. Mình có cái chấp trước vào cái này, chấp trước vào cái kia. Và đấy là mình nhìn bằng con mắt thường, cho nên là mình mới thấy nó có cái sự nó có cái mới sinh ra một cái những cái tình cảm như vậy, những cái phiền não như thế. Còn nếu như một cái người nhìn bằng con mắt thường đấy, gọi là tưởng, mình thấy như thế và mình tưởng nó là như thế, nhưng sự thật nó chưa hẳn đã là như thế. Vậy thì bây giờ mình phải thấy bằng cái gì mình mới thấy được sự thật? Thấy bằng tuệ, tức là thấy bằng trí tuệ mới thấy được sự thật của nó. Sự thật của nó không giống như mình tưởng. Vậy thì cái người có bằng trí tuệ mới thấy được sự thật của các pháp. Và cái trí tuệ thấy bằng cách nào? Trí tuệ thấy bằng cách chia chẻ, mổ xẻ, giống như một cái người đồ tể dắt con bò, là mình có thể mổ con bò ra và bắt đầu mình phân chia ra thành từng phần. Khi mà con bò nó được dắt đi, người ta nhìn thấy con bò, người ta sẽ bảo đây là con bò, vì nó có cái hình tướng của con bò. Nhưng khi con bò đấy mà được mổ ra rồi, được phân chia ra thành từng phần khác nhau rồi, và lúc đấy người ta sẽ, mỗi người sẽ xách đi một phần, thì lúc đấy người ta không thấy nó là con bò nữa, mà người ta nói đây là thịt bò, đây là xương bò, đây là chân bò, đây là đầu bò. Thì cái tưởng nó đã bị thay đổi, cũng từ con bò nó bị thay đổi ra thành những cái khác nhau. Nhưng nếu mà một cái người có trí tuệ phân tích ra ở một cái, để mà thấy được một cái sự thật, mà cái sự thật ở đây là cái sự thật tột cùng, một cái sự thật không còn có thể chia sẻ được nữa, thì cái người mà thấy ra được cái sự thật tột cùng đấy mới là người thấy được cái bản chất của cái pháp đấy, mới là cái người mà gọi là có chánh chi kiến, hay là mới được gọi là cái người có trí tuệ. Và khi nào mình thấy được cái sự thật tột cùng rồi thì lúc đấy mình mới thoát ra khỏi cái vô minh, thoát ra khỏi cái tham ái, thoát ra khỏi cái ảo tưởng. Sống ở trên đời mình hay sống theo cái điên đảo tưởng,
cái tưởng điên đảo có nghĩa cái nó là giả, mình tưởng nó là thật, cái nó là vô thường mình lại nghĩ là nó là thường, cái khổ mình nghĩ là nó là cái nó vô ngã thì mình lại nghĩ nó là hữu ngã, tức là mình lại, tức là cái mà nó không có hình tướng mình lại nghĩ mình lại chấp vào cái tướng của nó, hình tướng của nó là có cái chấp ngã ở trong đấy. Thì đấy là những cái tưởng sai lầm, và những cái tưởng sai lầm này nó chỉ có được phá vỡ khi nào mình có được cái trí tuệ, thấy được cái sự thật tận cùng của nó. Mà cái sự thật tận cùng của nó phải được chia sẻ mổ xẻ cho đến cái mức tối hậu nhất. Ví dụ như bây giờ mình lấy một sợi tóc, khi nó còn là sợi tóc, mình biết đây là sợi tóc, và mình lấy một sợi tóc đấy, mình chia sẻ nó ra thành 100 phần, rồi lại lấy một cái phần 100 đấy chia sẻ nó ra thành 100 phần nữa, rồi lại lấy cái phần 100 đấy chia nó ra thành 100 nữa, rồi lại lấy cái phần 100 đấy chia thành 100 phần, là 100 lần như vậy. Thì cái lúc đấy nó còn là sợi tóc đúng không? Thì cái lúc đấy nó mới, tức là cái trí tuệ là mổ xẻ chia sẻ cho nó đến cái mức tận cùng, không thể mổ xẻ, không thể chia sẻ được nữa, nó mới là sự thật. Cái đấy mới là sự thật tối hậu, đấy mới là cái sự thật tận cùng. Và khi mình quan sát cái vật chất ở cái dạng sự thật tột cùng đấy, thì mình mới là người có trí tuệ, mới là người hiểu đúng sự thật của cái vật chất đấy. Thế bây giờ mình thấy cái nhà này, cái nhà này, bây giờ mình chia sẻ ra, mình lấy một hạt cát ở trong cái nhà, mình chia ra thành 100 phần, hoặc là lấy một cái phần 100 ấy chia thành 100 phần nữa, lấy phần 100 chia thành 100 phần nữa, cứ làm như vậy cho đến khi nào mình thấy được một cái vật chất nhỏ nhất cuối cùng không thể mổ xẻ, không thể chia sẻ được nữa, thì cái đấy nó mới là sự thật, cái đấy nó mới là sự thật tận cùng của nó. Thì cái người mà càng có trí tuệ thâm sâu thì càng thấy được những cái pháp vi tế, pháp vi tế thâm sâu ấy. Thì cái pháp thiền, cái pháp mà quán niệm, niệm về tứ đại, niệm về các cái giới phân biệt này là thế. Vì khi mà nó còn có thể chia sẻ được thì nó còn có ranh giới. Tức là khi mà nó còn có ranh giới thì mình lại còn phải chia sẻ, còn phải phân biệt. Cho đến khi nào nó không còn ranh giới nữa thì lúc đấy nó mới là thật, thì cái đấy nó mới là cái sự thật tận cùng. Và một cái người thấy được cái điều đó mới là người có trí tuệ. Và cái trí tuệ này thì cái sự thật đấy mình có thể thấy bằng mắt được không? Nó không thể nào thấy bằng mắt được, mà nó phải thấy bằng trí, tức là nó phải thấy bằng cái tâm, bằng cái nội tâm thanh tịnh. Vì vậy cho nên là một cái người muốn thấy được những cái sự thật tận cùng này, cái người đấy phải hành thiền, chứ cái người đấy không thể nào thấy được bằng suy luận, không thể nào thấy được bằng con mắt thường, không thể nào thấy được bằng cái sự suy tư, mà nó phải thấy được bằng chánh trí. Mà muốn có chánh trí thì vị đấy phải có một cái nội tâm thanh tịnh. Muốn có nội tâm thanh tịnh thì tức là vị đấy phải hành thiền một cách tuần tự, cho nên phải hành thiền cho nó đắc thiền. Ví dụ vị ấy có thể đắc được cận định, hoặc là đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, các cái pháp thiền đấy, tức là tâm đã được thanh tịnh. Từ cái tâm thanh tịnh đấy, cái tâm định tĩnh thuần tịnh, an ổn vững chắc bất động đấy, vị đó mới hướng tâm đến các pháp, vị đó mới dùng cái nội tâm thanh tịnh đấy, vị đó mới mổ xẻ, mới chia sẻ được các cái pháp này ra, thì vị đó mới phá vỡ ra được những cái khối tưởng về vật chất, về cái thân này. Thế ví dụ như là cái vị đó muốn quan sát về cái thân này, đây là hiện đại, đây là thủy đại, đây là hỏa đại, đây là phong đại, thì cái vị đó phải đưa cái trí tuệ này, đưa cái tâm trong sáng này vào trong cái thân này, vị đó mới đi tìm cái gì thuộc về địa đại, cái gì thuộc về hỏa đại, cái gì thuộc về phong đại, sau đó vị đó mới chia sẻ nó ra, vị đó mới phân tích nó ra. Khi mà vị đó mới phân tích nó ra thì cái khối thân này nó vỡ tan, sau đó vị đó nhìn vào những cái hạt vật chất nhỏ nhất, rồi nhìn vào những cái khe hở của nó. Trong những cái dạng vật chất nó sẽ có những cái khe hở, thì những cái khe hở đấy là cái ranh giới, và khi nhìn vào đó thì nó lại bung ra, vị nó bung ra, vị nó lại
nhìn vào những cái hạt vật chất khác và nó lại buông ra, nó cứ vỡ tan dần dần cho đến một cái lúc nào đấy nó không thể vỡ tan được nữa, tức là nó đã thành một cái hạt vật chất tối hậu, gọi là cái pháp đấy mới gọi là chân đế, cái đấy mới được gọi là cái sự thật tột cùng. Vì đó bắt đầu mới phân tích ở trên đấy, mới tư duy, mới quan sát, mới suy xét ở trên đấy, mới thấy bản chất của cái hạt vật chất đấy, thì vị đó mới thật sự là cái người hiểu được về cái pháp phân tích tự tại. Thì trong một cái sự thật tột cùng hay là một cái hạt vật chất nhỏ bé nhất thì nó sẽ có 8 yếu tố, tức là trong một cái hạt đấy nó có 8 yếu tố không thể tách rời, đó là đất, nước, lửa, gió. Vậy thì trong một cái hạt sắc, tức là một cái hạt sắc pháp hay một cái hạt vi trần, một cái hạt vật chất nhỏ bé nhất ấy, nó có 4 đại chủng, nó có đất, có nước, có lửa, có gió, và nó có màu, có mùi, có vị và có dưỡng chất. Thì đấy được gọi là những cái hạt sắc chân đến sắc thanh là ba. Thì một cái người khám phá đến cái sự thật tột cùng là sẽ khám phá đến cái mức độ như vậy. Và lúc đấy thì cái ranh giới của những cái hạt sắc này nó không thể chia sẻ thêm được nữa. Nên đấy tôi gọi là các cái pháp gọi là phân biệt nó ra như vậy. Vì nó cần phải quán thì thấy sự thật, cái thân này dưới cái ánh sáng trí tuệ. Và bây giờ thì mình làm thế nào để mình quan sát địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại của trên thân? Bây giờ trên cái thân của mình này, và ai mà đã từng học Phật pháp, mình đã từng nghe rất nhiều những cái câu mà Đức Phật luôn luôn dạy là cái thân tứ đại, cái thân này là thân tứ đại. Luôn khi mà nhắc đến cái thân thì Đức Phật luôn luôn nhắc là cái thân này là thân tứ đại, để cho mình luôn luôn hiểu rằng là thân này là đất, thân này là nước, thân này là lửa, thân này là gió. Còn bản thân mình thì mình nghĩ rằng sao? Thân này là gì? Thân này là đẹp, thân này là xấu, thân này là yếu hay thân này là khỏe? Thân này nó đang no hay nó đang đói? Nó đang mệt hay là nó đang mạch đang khỏe mạnh? Nó đang ốm đau hay là nó không ốm đau? Thì cái thân này mình có cái sự tham ái, có cái sự chấp thủ rất là lớn đối với cái thân này. Thì trên đời mình sẽ không có cái gì mà mình đặt cái mức quan trọng bằng cái thân mình. Vậy thì cái tham ái với cái thân này là rất lớn, chấp thủ với cái thân này là rất lớn, dính mắc với cái thân này là rất lớn. Thậm chí chết rồi mình sẽ đi tìm lại cái thân này và nó sẽ tái sinh ra, và mình sẽ mỗi một lần mình chết đi giống như là con rắn nó lột da, nó lại có ngay một cái thân mới. Chết một cái cõi này mình sinh ngay vào một cái cõi khác, cũng là vì mình tham ái và chấp thủ cái sự dính mắc với thân nó quá là sâu, nó quá là sâu sắc, nó quá là sâu nặng, không bỏ ra được. Và bây giờ mình muốn thoát ra khỏi cái sự tham ái chấp thủ đấy, cái sự trói buộc đấy, thì bằng cái cách mình phải phát triển được trí tuệ để hiểu ra cái sự thật của cái thân này. Chỉ có cách như thế thôi. Mà muốn hiểu được sự thật của cái thân này thì phải phân tích các cái ranh giới của nó, các cái giới phân biệt của nó, phân tích là đâu là đất, đâu là nước, đâu là lửa, đâu là gió ở trong thân này. Bây giờ mình nhìn thấy một cái bãi đất ở bên ngoài này, mình có tham ái không? Có tham ái, có chấp thủ không? Đây là đất. Có hai loại sắc mà một người ta sẽ có chấp thủ, đó là sắc ở trong thân mình thì mình sẽ chấp thủ, nhưng cái sắc bên ngoài mình không chấp thủ. Mình chấp thủ khi nào nó là tài sản của mình, nhưng mà mình sẽ buông bỏ được nó nếu như mà mình có sự trao đổi tài sản thì mình sẽ có thể trao đổi. Thì cái thân này mình có trao đổi, mình có dám đổi cái thân này lấy cái thân khác. Đây là cái thân cho mình, là mình sẽ có cái tham ái và chấp thủ. Nhưng mà đây là đất. Khi nào mình thấy được cái thân mình giống như đất để mình hết tham ái với nó. Đây là nước, nhìn thấy nước biển mênh mông có tham ái không? Không tham ái. Đây
hay là cái sắc pháp, cái gọi là cái tứ đại này là không có chấp thủ, nhưng mà nước ở trong người mình thì mình sẽ chấp thủ. Khi nào mà cái nước này nó vào trong người mình thì mình sẽ nghĩ đây là tôi, nhưng mà khi nó ở ngoài thì nó là nước, đây là nửa. Như cái nửa ngoài thì không chấp thủ, nhưng mà nó vào trong người mình thì mình chấp thủ, là những cái hơi ấm ở trong người mình, đây là gió. Gió ở ngoài thì mình không chấp thủ, nhưng mà ở trong mình thì mình sẽ chấp thủ. Thế thì bây giờ cái việc của mình là phân tích tứ đại là thế, để mình thấy là này, cái thân này là đất, nước, cửa, gió. Cái thân này không phải là ta, không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Mình có thể là nhắc mình 100, 1000 hay 100.000 lần là thân này là đất, nước, lửa, gió, không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Mình có thể thuộc lòng cái khái niệm đấy, nhưng mà cái tâm của mình nó có dứt được cái tham ái chấp thủ về cái thân không? Không dứt được. Dù có một ai đó suốt ngày nói vào tai mình thân này là đất, nước, lửa, gió đấy, đừng có tham ái, đừng chấp thủ với nó, mình có thể nghe tới hàng trăm ngàn lần để mình thuộc lòng cái khái niệm đấy, nhưng mình vẫn không dứt được. Mà bây giờ muốn dứt được nó là làm sao phải phát triển cái trí tuệ lên, làm sao mà cái trí của mình phải thấy điều đó như thật, tức là phải thấy được nó ở cái mức sự thật tột cùng, cái sự thật tận cùng ấy. Mình thấy nó như thật rồi thì mình không còn hoài nghi nữa. Chứ bây giờ nói thì nói, nhưng mà mình vẫn cứ chấp. Nói thì nói nhưng mà vẫn chấp thân này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Mình không thể rời nó được. Chỉ khi nào cái tâm nó dân nó ngộ ra thì nó mới dứt được. Còn nếu mà nó chưa ngộ là nó không dứt được. Vậy thì bây giờ phải thực hành một cách tuần tự để cái trí tuệ của mình nó hiểu ra một cách dần dần. Nó hiểu ra từ cái dễ đến cái khó, nó hiểu ra từ cái thô thiển cho đến cái vi tế. Và đấy là cái cách mình cần phân tích ra thành các cái, mình phải phân tích ra các cái ranh giới của cái thân này, mình sẽ tìm được đến cái sự thật tột cùng của nó. Quán tứ đại bằng cách phân biệt 42 thân phẩm, đấy cũng là một cái cách để mình quan sát ở cái mức độ gọi là dễ nhất, hay còn ở cái mức độ thô nhất. Thì Đức Phật dạy cái phân tích tứ đại này có cho rất nhiều hạng người. Ví dụ có những người thì thượng căn, thượng cơ, những căn cơ bậc thượng, thì Đức Phật nói rất đơn giản. Đức Phật nói như ở trong cái đầu bản kinh, phải hãy quan xét thân này là bốn đại: đất, nước, lửa, gió. Hãy chia sẻ, hãy dùng cái trí tuệ để mổ xẻ chia sẻ nó ra. Thế một cái người mà cái trí tuệ lớn, người ta nghe thế vậy, người ta tự hiểu ra được là cái thân này là đất, nước, lửa, gió. Thế rồi người ta hiểu ra rồi thì người ta tự nhiên nhàm chán, người ta ni tham, người ta đoạn diệt hết vô minh tham ái chấp thủ. Rồi người ta đạt được trí tuệ và người ta chứng ngộ niết bàn. Với những cái người mà trí tuệ thấp thì Đức Phật lại phân biệt ra thành từng cái phần nhỏ bé một, từng cái ranh giới một. Ví dụ như là đối với những người mà trí tuệ chậm hiểu nhất thì Đức Phật lại quán về 42 thân phẩm. 20 phần thuộc về đất. Vậy thì đất là cái gì? Nó có 20 cái phần này: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, não, phổi, ruột, màng. Bộ phân mật là thức ăn chưa tiêu hóa, phân não này, bao tử. Thì tất cả những cái đấy nó thuộc về đất, tức là đất nó có những cái gì mà nó có tính cứng, có tính thô, có tính nặng, có tính mềm, có tính mịn và có tính nhẹ. Thì tất cả những cái này, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương này, nó có những cái tính chất như vậy: cứng, thô, nặng, mềm, mịn, nhẹ. Thì cái vị này mà phân biệt như thế này ở mức độ tương đối, vì nó hiểu ra ở mức độ tương đối, rồi sau đó vì nó sẽ hiểu nó ra ở mức tuyệt đối. Phải đầu tiên là phải chia sẻ ở mức tương đối trước, sau đó mới chia sẻ ở cái mức gọi là tuyệt đối sau. Thì bây giờ mình sẽ hiểu về hãy chia sẻ cái thân tứ đại này ở mức tương đối để cho nó dễ hiểu, rồi sau đó mình mới chia sẻ ở mức tuyệt đối sau thì hiểu nó sẽ sâu hơn. Vậy đấy thì những cái gì nó thuộc về đất là như thế, những cái gì nó thuộc về nước, đó là những cái gì mà nó có tính tan chảy, có cái tính kết dính, thì đó là nước, như là mật đàn, đủ máu, mồ hôi, nước mắt, mỡ nước, mỡ nước mũi, nước miếng, nước cơm, sơn, nước tiểu. Những cái gì nó thuộc về nước thì nó là thủy đại, đó là nước.
mà đất với nước này nó có, nó mình sẽ chia sẻ được nó ra một cách bằng con mắt thường mình cũng có thể thấy được nó. Khi mà mật đàm đủ nó, mồ hôi nó chảy ra mình sẽ thấy được nó, mà mình còn thấy được bằng con mắt thường thì nó đã phải là sự thật tối tận cùng nhận, chưa phải nay mới chỉ là phân chia ở mức tương đối. Mà mình khi mà mình đã hiểu ở mức tương đối như thế này rồi thì mình đã phá vỡ được cái được cái tưởng về cái thân này. Nó phá vỡ được một phần, mình đã giác ngộ ra được một phần, mình đã thấy cái hướng cái thân rồi. Mình khi mà một cái người nhìn thấy cái thân là cái thân, thấy từ đầu đến chân cái chỗ nào cũng xinh đẹp thì đấy là một cái tưởng. Nhưng mà khi mình thấy chẳng có cái gì là đẹp, đó toàn là tóc nó móng răng ra thịt bên xương rồi là mồ hôi nước mắt nước mũi nước tiểu này, thì đã thấy gớm ít với cái thân đấy, là nó đã có được một phần trí tuệ. Đấy là trí tuệ tương đối chưa phải tuyệt đối. Nửa thì là hơi ấm, nửa nóng sốt, nửa não hóa, nửa tiêu hóa. Ở trong mình nó có những cái nhiệt tiêu hóa, những cái hơi ấm thì đấy là nửa. Sáu phần thuộc gió, gió của hơi thở vào ra, gió hướng lên, gió hướng xuống, gió trong bụng, gió trong ruột, mà gió ở tứ chi. Thì mình có gió thì nó nâng đỡ, mình có thể đứng lên, ngồi xuống, bước đi, co duỗi, cúi ngước. Thì tất cả những cái đấy nó có cái sự nâng đỡ của gió, gió nó có cái tính đẩy và cái tính nâng đỡ. Nếu như bây giờ mình mà không có gió ở trong người thì mình không nhúc nhích được. Đấy, mình có thể nhúc nhích được là nó do cái tâm của mình nó tạo ra những cái gió, những cái năng lượng của gió. Vậy thì cái thân của mình nó là cái bốn đại này, đất nước lửa gió này. Cho nên là những người ta mà hay bị bệnh như là khi bốn đại này nó không được, nó bị xáo trục. Ví dụ như khi nào mà đất nó mà thịnh quá, tức là cái đất mà nó thịnh mà nước suy thì lúc đấy cái cơ thể của mình nó trở nên nặng nề, trở nên uể oải. Thì tất cả những cái đặc tính gì của đất nó sẽ hiện ra, cái tính cứng hay là tính thô, tính nặng, tính mềm, tính mịn, tính nhẹ, nó sẽ hiện ra. Và lúc đấy mình sẽ sinh ra những cái bệnh tật do nó không được quân bình. Ví dụ như trong cơ thể của mình mà cái nước nó bị mất nước nhiều quá thì lúc đấy là những cái địa đại nó sẽ mạnh lên. Mà khi thủy đại nó mạnh quá thì nó lại nhấn chìm cái địa đại đi, thì lúc đấy mình trong cái cơ thể của mình bắt đầu nó cũng sẽ bị xáo trộn. Nước mà nhiều quá thì nó sinh ra phù nề, hay là lửa nhiều quá thì nó sinh ra nóng sốt, gió nhiều quá thì nó cũng sinh ra cái bệnh trúng gió đau nhức. Thì cơ thể nó cứ lúc nào mà bốn đại điều hòa thì lúc đấy được mình an ổn khỏe mạnh, mà bốn đại này nó bị xáo trộn là sinh ra bệnh tật đau đớn phiền não, đau khổ về thân. Vậy thì trong thân này là tứ đại. Tứ đại đấy mình phải thấy bằng cái sự quan sát như vậy thì mình cũng sẽ thấy được, cảm nhận được một phần là khi phân tích nó ra thành các cái đại chủng, hoặc nó móng ra thì thịt gần rồi. Có hai tính của lửa, cái đặc tính của gió, gió trong cơ thể của mình. Khi mà mình có thể hướng tâm vào trong cơ thể mình thấy những cái đặc tính này thì nó sẽ khởi lên rất là rõ ràng. Nên mình sẽ mình hướng tâm đến địa đại thì mình sẽ thấy địa đại nó khởi lên rất là mạnh mẽ. Mình hướng tâm đến thủy đại thì mình sẽ thấy thủy đại nó khởi lên rất là mạnh mẽ. Hướng tâm đến phong đại thì phong đại nó khởi lên mạnh mẽ. Hướng tâm đến hỏa đại thì hỏa đại nó khởi lên rất là mạnh mẽ. Trong bốn cái đại đấy thì thường thường cái đại nào dữ dội nhất? Bây giờ nó có bốn cái nạn ở trên thế gian: nạn lửa này, nạn nước, nạn về động đất, nạn về cuồng phong. Thì cái nạn nào là khủng khiếp nhất, nạn nào có sức tàn phá lớn nhất? Lửa có tàn phá lớn nhất hay là đất nó tàn phá lớn nhất, hay gió hay nước, cái gì nó phá mạnh nhất? Đúng là phong đại.
phong đại nó sẽ tàn phá khủng khiếp nhất. Ví dụ như là vào đến cái thời mà tận thế, vào đến cái ngày tận thế của một cái quả địa cầu, của một cái kiếp sống của trái đất ấy, thì trái đất này sẽ bị hủy diệt do ba thứ. Cái trái đất này là đất này, là địa đại này. Và nó sẽ bị tiêu diệt, một là bị tiêu diệt bởi lửa, hai là bị tiêu diệt bởi nước, và ba là bị tiêu diệt bởi gió. Nếu như nó bị tiêu diệt bởi lửa thì nó sẽ cháy hết, thì nó sẽ bốc cháy, trái đất này nó sẽ bốc cháy. Nó cháy ở cái trái đất này, nó cháy cõi trời tứ thiên vương, nó cháy lên đến cõi, đến hết sáu cõi trời cực giới, và nó sẽ bốc cháy lên đến cõi phạm thiên sơ thiền, và lửa sẽ dừng lại ở đấy, lửa không thể bốc cháy thêm được nữa. Đấy là cháy về lửa. Khi trái đất bị hủy diệt bằng nước thì bắt đầu nước mưa sẽ nhấn chìm cái quả địa cầu này, sau đó nước sẽ dâng lên nhấn chìm hết tất cả các cõi chư thiên dục giới, và nước sẽ dâng lên đến cõi phạm thiên sơ thiền và nhấn chìm luôn cả phạm thiên nhị thiền. Vậy là nước khủng khiếp hơn lửa. Còn khi mà trái đất này bị hủy diệt bằng gió thì gió nó sẽ nghiền nát, nó sẽ thổi nát hết tất cả những cái gì thuộc về vật chất ở cái quả địa cầu này cho đến sáu cõi trời dục giới, rồi nó nghiền nát luôn cả cõi sơ thiền, cõi nhị thiền và cõi tam thiền, nghiền nát luôn và nó dừng lại ở đấy, cõi tứ thiền bình yên. Vậy cho nên là một cái người nào mà muốn bình yên ấy, muốn tránh được khỏi những cái tai nạn của ngày tận thế ấy, thì phải hành thiền, và sau đó phải vào sơ thiền, rồi nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và sau đó vì nó phải trú ở trên cái tầng thiền thứ tư ấy, là tứ thiền đấy, cho nó thật thâm sâu vững mạnh, và đến lúc chết an trú vào tứ thiền để sinh về cái cõi phạm thiên tứ thiền. Thì sau này ấy, quả trái đất này có bị hủy diệt bằng cái gì cũng bình yên, chỉ có ở cái cõi đấy mình không bị hủy diệt. Còn sinh về các cái cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền vẫn bị hủy diệt rồi, cái ngày tận thế cũng diệt lên đến tận đấy luôn rồi. Đấy, lúc đấy mình ở đấy là mình cũng chết rồi. Chết để sinh lên cõi tứ thiền thì yên ổn rồi. Còn ở cõi nhân gian với cõi lục giới thì bị hủy diệt rất là dễ dàng. Thì trong cơ thể mình nó cũng thế, nó có bốn đại là đất, nước, lửa, gió, và cái phong đại nổi trội nhất, phong đại nó sẽ nổi trội nhất. Bình thường mình không có thấy, mà hàng ngày ấy, cái cơ thể của mình nó hoạt động rất là nhiều, nó cử động qua lại rất là nhiều, mình vận động rất là nhiều, thì tất cả những cái sự vận động ấy của mình nó phải có cái sự nâng đỡ của phong đại. Không có phong đại mình không có cử động được, mình chỉ có nằm im. Thế nếu cái người nào mà càng hữu động nhiều là cái phong đại của người đó càng mạnh. Phong đại nó mạnh cho nên nó thích vận động, nó thích lan xăng nhiều. Nó giống như gió, nó không có đứng yên. Gió thì nó cứ giống như mây, nó trôi chỗ này, trôi chỗ kia. Thế cái người nào mà phong đại nhiều, không có ở yên một chỗ, cứ thích lan xăng, đi chỗ này tí, đi chỗ kia một tí, thì nó mới an. Còn cái người mà có cái địa đại mạnh ấy, thì địa đại thì nó giống như đất, như đá, cứ muốn nằm chơi một chỗ, nằm ì đó, ì đó, ai dục cũng không muốn dậy. Thì đấy là cái người mà có cái địa đại mà nổi trội. Nhưng mà người có hỏa đại nổi trội thì cái người đấy trong thì nó sẽ nóng, thân tâm thì nó sẽ rất là nóng đời. Còn cái người mà có cái thủy đại mạnh ấy, thì cái người đấy nó giống như là cái người mà lúc nào nó cũng ủ rũ, rũ rượi người ra. Thì mỗi người sẽ có thể sẽ mạnh về một cái cơ thể của mỗi người vậy, sẽ mạnh về một cái đại chủng khác nhau như thế. Mà cái người mà thực hành cái pháp phân biệt tứ đại này thì bị nó phải phân biệt từng cái một. Dù khi mà hướng tâm vào trong thân này để phân tích đâu là địa đại thì vị ấy phải phân tích các tính chất của nó, chứ không phải là vị đó không có nhìn vào cái hình dáng
của nó mà nhìn vào tính, cái đặc tính của nó. Ví dụ bị nó muốn biết, muốn thấy được địa đạo trên mình thì bị nó phải hướng tâm vào cái tính cứng, thô, nặng, mềm, mịn, nhẹ. Địa đạo có 6 cái tính chất đấy, thì cái vị đó sẽ cảm nhận được tất cả trên mình có những cái gì thuộc về cứng như răng, bị cắn răng vào, sau đó cảm nhận tính cứng của vị đó, cảm nhận cái tính cứng này trên khắp toàn thân, cái tính thô vẫn cũng như cái tóc của mình nhá, mình lấy cái tay đờ lên tóc mình sẽ thấy nó rất là thô ra, và cảm nhận những cái gì ở trên thân này có khô ra, đấy cũng là địa đạo. Tính nặng như là bây giờ mình có thể cảm nhận khi mà mình ngồi, cơ thể của mình nó có cái nực, cái sức nặng đè xuống, cái đấy là tính nặng. Thì cái tính mềm bị nhẹ nó tương tự như thế, mình cảm nhận được nó thì là mình thấy được cái địa đại ở trên thân. Phân tích cái tính thủy đại ở trên thân này bằng cái cách mình nhận biết cái tính tan chảy và tính kết dính ở trên thân. Tan chảy ở đây thì ví dụ mình cảm nhận như mình có một cái giọt nước mồ hôi nước chảy đọc ở trên người mình, đấy là tính tan chảy. Hay là có một cái dòng nước mắt nó chảy, thì những cái gì nó thuộc về thủy đại nó mới có cái tính. Hay là có cái tính kết dính, kết dính giống như keo, như da của mình nó dính vào trong thịt này, là nó phải nhờ phải có thủy đại. Thủy đại ở đây là nó dưới cái dạng nước mỡ, mỡ là thủy đại, nó có cái tính chất kết dính, nó làm cho da của mình dính vào trong thịt. Nhưng mà bây giờ mình mà hút hết mỡ ra thì tự nhiên nó lột da, thì lúc đấy là nó bị cái phần mà về thủy đại này nó mà mất đi một cái là nó mất cái sự kết dính luôn, mất sự kết dính. Ví dụ mình đeo một cái người ra nắng phơi, phơi khô để cho nó bốc hết cái thủy đại đi, thì lúc đấy mình thấy cái da nó sẽ bong, rồi là cái gì nó sẽ rơi, nó rời ra, nó tan tã, và cái gì nó sẽ rơi ra cái đấy, nó không còn kết dính được lại với nhau, cho nên nó còn phải có cái thủy đại nó mới có sự kết dính này. Tính nóng và tính lạnh, hai cái đấy được gọi là hỏa đại. Hỏa đại có hay còn gọi là nhiệt, cái nhiệt ở trên thân này, có lúc thân mình nó nóng, có lúc thân mình nó lạnh. Thì cái đấy nó là cái tính thời tiết ở trên thân này. Khi nào mình hướng tâm vào cái chỗ nóng, mình thấy được cái hơi nóng ở trong người mình thì đấy là hỏa đại. Hay là mình thấy được cái hơi lạnh, cái nhiệt lạnh ở trên thân mình thì đấy cũng là hỏa đại. Còn khi nào mình thấy được cái tính đẩy và cái tính nâng đỡ ở trên thân mình thì đấy là phong đại. Đẩy, ví dụ như là bây giờ cái hơi thở nó đi vào làm cho cái lồng ngực của mình nó căng lên, hơi thở đi ra làm cái lồng ngực của mình nó xẹp xuống, đấy là tính đẩy. Hay là để tâm vào những cái mạch, cái tính mạch, mạch máu thì nó đập lên đập xuống, hay là cái vùng tim của mình nó đập lên đập xuống, thì cái đấy nó đều là cái tính đẩy. Hoặc là khi một hơi thở nó đi vào đi ra nó làm cho cái đỉnh đầu của mình nó rung qua rung lại, đấy nó là cái tính đẩy. Thì tất cả những cái đấy nó đều là phong đại. Phong đại nó có trên các toàn thân và cái tính nâng đỡ. Ví dụ như là bây giờ mình cúi cái người xuống, mình từng nhận dứt cái nâng lên, thì nó mình phải cảm nhận nó có một cái lực nó nâng người mình lên. Cái gì nó nâng lên thì cái đấy là cái gió nó nâng lên. Mình chuyển động qua lại, mình cứ cúi xuống dựng lên cái lưng thẳng lên thì nó phải có một cái lực, thì đấy là cái tính nâng. Thì đấy nó cũng là phong đại. Thì cái thân thể của mình vẫn thêm một người mà cứ quán chiếu như vẫn liên tục, mình dùng cái trí tuệ mình cứ quan sát những cái đặc tính này, vậy thì tổng cộng là có 12 đặc tính, 6 đặc tính của địa đại, 2 đặc tính của thủy đại, 2 đặc tính của hỏa đại, 2 đặc tính của phong đại. Thì khi đó quán lần lượt từng cái một, sau đó quán tập chung cả 12 cái đặc tính như nhau, vì đó cứ đất nước nửa đó, đất nước nửa đó, đất là cứng thô nặng mềm nhẹ, nước là tan chảy kết dính, lửa là nóng lạnh và gió là đẩy và nâng đỡ. Quán sát như thế liên tục, quán sát trên cái thân này liên tục thì cái lúc đấy cho đến khi nó thuần thục rồi, vì đó sẽ thấy cái thân này nó biến thành một cái khối trắng trong suốt này. Nếu như cái thân cái trí tuệ vì nó mà đắc đích, tức là thực hành như thế cho đến khi nó đắc được cái đích, tức là cái tâm nó hiểu được, nó thể nhập cái 12 đặc tính kia, thì cái trí tuệ nó sẽ thấy cái thân này lúc đấy
nó trở thành một cái khối trong suốt, cái khối khối trong này. Và vì đó đưa tâm vào trong cái khối trong này thì bắt đầu nó mới nhìn vào các cái ranh giới ở trong cái thân này, thì bắt đầu những cái hạt sắc nó bung này, nó vỡ tan này. Nó tan ra giống như những cái hạt xương, hay là giống như là đấy, nó tương tự như những cái hạt xương hay những cái hạt hơi nước nó bốc lên. Thì đấy là những cái hạt vật chất nó nhỏ ni ti, mắt thường không thấy được, nhưng mà để cái trí tuệ vào thì nó sẽ thấy. Ví dụ vì nó đưa thân lên mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp bản thân của mình, thì cái thân này lúc đấy nó sẽ tan, nó không có hình tướng, không có hình dạng gì hết, mà lúc đấy nó trở thành những cái hạt ni ti. Thì những cái hạt đấy nó giống như cái hạt nguyên tử nhỏ bé nhất. Mà ví dụ như ở bên ngoài người ta dùng cái kính hiển vi, người ta sẽ soi vào những cái hạt vật chất, người ta sẽ thấy những cái hạt vật chất nhỏ ni ti, nó cứ như những cái hạt xương, nó cứ bay. Người ta phóng đại nó lên thành trăm triệu lần để người ta quan sát nó. Thì cái người mà dùng cái trí tuệ quan sát cái dạng vật chất nó tương tự như thế, vì đó nó phải quan sát cái thân tứ đại, sau đó cái tâm nó thể nhập với những cái đại, với cái tính chất của tứ đại rồi, thì nó sẽ thấy cái khối trắng và cái khối trong đó, đưa tâm vào cái khối trong này nó tan ra, thì nó sẽ thấy được những cái hạt sắc ni ti ở trong này. Và vì đó mới cứ đưa tâm vào như thế thì bắt đầu những cái khối nó cứ vỡ tan, cho đến tức là vị nó phải đưa vào cái ranh giới của các cái hạt vật chất đấy, cho đến khi nào nó không còn ranh giới nữa. Ví dụ lúc đầu vị đó chỉ cần đưa tâm vào những lỗ tai, những miệng, thì đấy là những cái khoảng không gian, những cái khoảng không gian để đưa vào một cái nó vỡ, trí tuệ nó sẽ thấy vỡ là nó tan, để cứ còn một cái ranh giới, còn cái giới hạn nào thì vị đó hướng cái tâm vào đấy thì nó sẽ tan cho đến mức mà vị đó sẽ thấy được cái hạt vật chất cuối cùng không thể tan thêm được nữa, thì được đó được gọi là sắc, hay được gọi là sắc pháp ở trong đó. Sau đó vị đó phân tích trên một cái hạt sắc nhỏ bé ni ti đấy, vị đó sẽ thấy nó ít nhất là có 8 yếu tố. Trên một cái hạt sắc nhỏ đấy không thể chia sẻ được thêm nữa, thì nó có đất, có nước, có lửa, có gió. Vậy thì cái gì bốn cái đa này nó luôn luôn gắn kết với nhau và nó không thể tách rời nhau. Trong đất nó sẽ có nước, trong có lửa có gió, trong lửa nó cũng có đất, có nước, có gió, trong gió nó cũng có đất, có nước, có lửa. Những cái đấy nó không có bao giờ tách rời nhau, và nó chỉ có cái này nó trộn hơn mà thôi. Ví dụ bây giờ mình thấy ở trong nước mình nghĩ là nó là nước, nhưng thực ra trong đó nó có đất, có lửa, có gió ở trong đấy, nhưng mà nước nó nổi trộn cho nên mình thấy nó là nước. Trong đất cũng thế, nó cũng có lửa có gió, nhưng mà cái tính đất nó nổi trộn, thì trong lửa nó cũng thế, chẳng qua nó nổi trộn thì nó hiện rõ ra mình nghĩ, chứ còn bốn cái đấy nó luôn luôn gắn kết với nhau, và nó có màu, nó có mùi. Màu mình có thể thấy bằng cái nhãn tịnh sắc của mình, mùi mình có thể ngửi được bằng cái tịnh thức của mình, vị của nó mình có thể nếm được bằng cái thiệt thức của mình. Lúc ấy mình không có nhìn bằng con mắt mà nhìn bằng cái nhãn thức, mình không có ngửi bằng cái mũi thường mà ngửi nó bằng tị thức, nếm nó bằng cái thiệt thức, mình xúc chạm được vào nó bằng cái thân thức. Có màu, có mùi, có vị và có cái dưỡng chất, tức là có cái chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng nó. Ngày nào cái chất dinh dưỡng ấy cạn kiệt nó sẽ chết, thì cái sắc thân này nó luôn luôn cần có cái dinh dưỡng để nuôi dưỡng, cho nên là suốt ngày cứ phải ăn, ngày nào cũng phải ăn, ăn là để cho nó nuôi dưỡng cái hạt sắc ở trong. Cho nên là khi mà phân tích trong cái hạt sắc thì mình sẽ thấy cái chất dinh dưỡng là nó nuôi dưỡng, lúc nào cái không còn được tiếp tế cái chất dinh dưỡng nữa là bắt đầu sắc nó sẽ suy kiệt dần dần, nó chết dần, chết mòn, đến một lúc nào đó nó yếu quá nó chết hẳn. Và ở những cái hạt sắc chân đế, những hạt sắc cuối cùng thì nó có thành những cái hạt sắc ni ti như thế này, nó có đủ màu sắc khác nhau, có cái màu thì trong và có cái sắc thì nó mờ.
cho nên nó có sắc trong suốt và có cái sắc mờ, có cái sắc mờ mờ. Và lúc đấy vị đó bằng cái trí tuệ của mình, vị đó có thể hướng tâm vào một cái hạt sắc trong suốt, vị đó phân tích trên hạt sắc trong suốt đấy, hoặc là hướng tâm vào cái hạt sắc mờ, vị đó phân tích trên cái hạt sắc mờ, thì nó sẽ quán ra được trên cái thân này có sắc trong sắc mờ. Những cái hạt sắc trong ấy là những cái hạt sắc thần kinh, ví dụ ở trên mắt của mình nó có những cái sắc thần kinh, những cái sắc mà các cái tâm thức nó nương trên đấy được gọi là sắc thần kinh. Thì nó trong suốt, ví dụ như là trên mắt của mình nó có cái nhãn tinh sắc thì nó trong suốt, và nó có một cái thần kinh gọi là nhãn thức nó nương vào cái nhãn tinh sắc đấy, cho nên nó gọi là sắc thần kinh. Và cái sắc đấy nó nhạy cảm với màu sắc, vì là nó có cái nhãn thức nó nhận biết cái màu sắc, cái nhãn thức nó nương vào cái nhãn tinh sắc. Còn những cái sắc mờ thì những cái thì nó khác. Cái sắc mờ ấy, thì nó là những cái sắc như là sắc giới tính, sắc do tâm sinh, sắc thời tiết, sắc vật thực, thì nó là những hạt sắc mờ. Còn năm cái hạt sắc thần kinh ở trên mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì nó trong suốt, nó hạt sắc trong, hạt sắc mờ. Và có một cái hạt sắc là sắc trái tim, nó cũng mờ, nhưng mà nó cũng là một trong những cái sắc mà cái ý thức của mình nó nương náu vậy. Ở trên tai của mình thì nó có cái tỷ thức, à có cái nhĩ thức nó nương ở cái sắc đó. Ở mũi nó có tỷ thức, ở lưỡi nó có thiệt thức, ở thân thì nó có thân thức, và ở trái tim thì nó gọi là tâm cơ, hay nó còn gọi là sắc ý vật, ý môn. Thì phân tích ra để quan sát ra tất cả các sắc như thế, thì vị đó thấy có những cái sắc do nghiệp nó sinh, có cái sắc thì do tâm sinh, có cái sắc thì do thời tiết sinh, và có cái sắc thì do vật thực sinh. Sắc do nghiệp sinh có nghĩa là cái sắc đấy là quả của những cái nghiệp ở trong quá khứ. Nghiệp có nghĩa là nghiệp thiện và nghiệp ác ở trong quá khứ nó tạo ra sắc. Nghiệp thiện thì nó tạo ra những cái sắc cao quý, cao thượng, tốt đẹp. Nghiệp bất thiện thì nó tạo ra những cái sắc hạ nghiệp, những cái sắc yếu kém. Đấy được gọi là có những sắc do nghiệp sinh. Ví dụ như là ở trên mắt của mình nó có sắc do nghiệp sinh. Nghiệp thì ví dụ như là có những sắc do nghiệp sinh này, cái nghiệp quá khứ. Ví dụ như là cái người đấy có cái sắc tánh của nam giới, thì là cái mà để sinh ra cái tánh nam giới này không phải là cha mẹ sinh, không phải là do mình sinh, không phải là do ông mụ bà mụ nào nặng ra, mà là do cái nghiệp ở trong quá khứ. Mà cái nghiệp đấy là cái gì? Cái nghiệp đấy nó chính là những cái hành động mà thiện ác nó được đi kèm với cái vô minh tham ái chấp thủ. Tức là trong quá khứ mình có cái trang tham ái chấp thủ với cái gì thì cái nghiệp đấy nó dẫn dắt cho mình, nó trổ thành cái quả ở hiện tại. Ví dụ như là cái người nào bây giờ mình sinh ra là người nam, thì là do trong quá khứ mình có cái khuynh hướng, có cái ước vọng, tức là có cái sự dính mắc về cái thân của người nam nhiều. Tức là mình có cái sự ưa thích là thân nam giới thì bây giờ sinh là người nam. Còn những người nào có cái sự dính mắc về nữ sắc, về nữ giới, tức là cái người đấy có cái sự ước muốn về sinh làm người nữ, rồi cộng với cái nghiệp nó tương ứng vào nữa, thì bây giờ nó sẽ có những cái sắc giới tính của người nữ và cái sắc giới tính của người nam, những cái sắc do nghiệp sinh. Nếu mà cái sắc cái mà nghiệp thiện nó mạnh thì là nó sẽ rất là tốt, tức là nó sẽ rất làm cho mình cảm thấy rất là hài lòng ở cái hiện tại này. Ví dụ như bây giờ mình có hài lòng với con mắt của mình, mình bảo sao mình có con mắt chán ấy, mình không hài lòng, thì đó là do cái nghiệp nó không mạnh. Nhưng mà mình luôn luôn tự hào và hài lòng với con mắt của mình là do cái nghiệp thiện nó mạnh, cho nên là bây giờ nó có cái quả. Thì cái con mắt này, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân của mình ấy, nó thuộc về những cái sắc đấy, nó có cái nghiệp ở trong quá khứ,
nó mới tạo thành cái thân ở hiện tại này. Và cái nghiệp đấy nó cứ cho quả liên tục cho đến khi nào mà cái nghiệp nó hết. Là cái nghiệp nó mà hết thì nó giống như là cái ngọn đèn mà nó bị hết dầu thì nó không có cháy nữa. Cũng giống như vậy, nếu bây giờ cái nghiệp ở quá khứ để cho mình, để nó hỗ trợ cho mình được sinh ra làm cái thân người, nhưng mà cái nghiệp đó nó yếu và nó ít thì nó chỉ duy trì được một thời gian và nó sẽ hết. Vì khi nào cái nghiệp nó hết thì chắc chắn mình sẽ phải chết. Mình không thể thay đổi được nghiệp. Cái tâm mình có thể thay đổi được, thời tiết có thể thay đổi được, vật thực có thể thay đổi được, mà nghiệp thì mình không thay đổi được. Cho nên là có những người chết mặc dù lúc đấy tâm lý mình rất là thoải mái, mình đang sống ở trong một cái môi trường rất là thuận lợi, vật thực thì phong phú, cuộc sống yên ổn, tự nhiên đang đùng đã chết. Thế thì tại sao? Tại vì nó hết nghiệp. Cái nghiệp nó hết, không phải là do thiếu ăn mà chết, không phải là do ai đó giết hại mà chết, mà là do cái nghiệp nó hết. Vậy thì cái sắc thân này nó duy trì, nó tồn tại được một phần là do nghiệp quá khứ. Vậy thì cái nghiệp nó mạnh thì nó sẽ hỗ trợ, nó sẽ duy trì cái thân này đi đến hết thọ mạng. Nhưng mà nghiệp yếu thì nó chỉ duy trì được đến một cái lúc nào đấy thôi. Cho nên có người sẽ chết rất là sớm, mà có người thì cái nghiệp nó mạnh lắm, hết thọ mạng vẫn không chịu chết. Ví dụ như cái thọ mạng trung bình giờ là 75-80 tuổi, nhưng mà có người vẫn cố tình sống 90 tuổi, 100 tuổi, thậm chí hơn 100 tuổi. Tại sao lại sống được? Bởi vì cái nghiệp của người đó quá mạnh. Quá mạnh là cái gì? Là vì nó đã tạo những cái thiện nghiệp nó quá lớn. Cái thiện nghiệp đấy thì cái nghiệp nó là cái phước sống lâu, cầu sống lâu được sống lâu, cầu mạnh khỏe được mạnh khỏe, an vui sắc đẹp, thì đấy là đều là những cái nghiệp đấy. Ví dụ như bốn cái pháp này, khi mà mình bố thí hay là mình giữ giới hay mình làm một cái gì đó, mình có cái ước muốn, có cái khuynh hướng về cái gì đó nó mạnh thì sau này nó sẽ trổ quả mạnh về cái đấy. Ví dụ có người chỉ muốn mong cho cái thiện nghiệp này, mong cho con được sống lâu, sinh ra đời nào được sống lâu, người nào được sống lâu, thì đấy là cái nghiệp mà về sống lâu nó rất mạnh. Nó mạnh cho nên là mình sẽ sống quá cái tuổi thọ của mình. Đã lẽ chỉ sống 70 thôi, 75 hay 80 là phải chết, nhưng mà cái người đấy sống 90 tuổi, 100 tuổi, trên 100 tuổi. Vì cái nghiệp nó hỗ trợ, cái nghiệp nó duy trì nó rất là mạnh. Do mình ước muốn. Nhưng mà có người thì khi mình làm một cái nghiệp, mình tạo một cái nhân gì đó, mình chỉ ước muốn cho con có sức, cho sắc đẹp, có sắc đẹp, muốn có sắc đẹp. Thì sinh ra thì khi mình sinh ra mình sẽ có một cái lợi thế là có sắc đẹp. Và cái lợi thế là sắc đẹp đấy nó có thể là già là vẫn đẹp. Thì là nó là do cái khuynh hướng, cái ước muốn đấy. Có cái người thì là có cái ước muốn là sức khỏe. Khi mình làm một cái thiện nghiệp gì mình ước muốn là mong được sức khỏe, mong có được sức khỏe, mong có sức khỏe. Làm cái gì cũng ước muốn như thế. Thì đến cái lúc đấy mình sinh ra ngay từ nhỏ nếu mình có một cái sức lực rất là lớn, có sức khỏe. Và cái người đó có cái khuynh hướng là có sức khỏe. Cho nên là mỗi người có một cái ước muốn khác nhau, cái ước muốn nó đi kèm với cái nghiệp của mình. Cho nên là trên cái cùng cái sắc thân này, có người thì có cái sự sống lâu, có người có sắc đẹp, có người thì có sức mạnh. Có người thì những cái đấy là gọi là sắc, do nghiệp sinh là vậy. Nghiệp đấy nó sẽ hỗ trợ và nó duy trì cho cái sắc thân. Thì trong những cái sắc do nghiệp sinh đấy là những cái sắc thần kinh, nhãn tịnh sắc, nhĩ tịnh sắc, tỷ tịnh sắc, thiệt tịnh sắc, thân tịnh sắc, sắc trái tim. Đấy là những cái sắc do nghiệp sinh. Vậy thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình đấy, ở hiện tại này nó tốt, tức là mắt sáng, tai thính, mũi thính, lưỡi nhạy cảm, thân mạnh khỏe. Đấy là do nghiệp thiện nó mạnh nha. Nhưng mà mắt mờ, tai điếc, mũi tịt, lưỡi thì không biết phân biệt ngon xấu, thân yếu ớt, thì đấy là do cái thiện nghiệp yếu. Yếu hay mạnh thì mình căn cứ vào đấy là biết. Sắc do nghiệp sinh có thì, và có những cái sắc này thì nó là thuộc về sắc do tâm sinh. Thì khi mà mình muốn thấy được cái sắc do tâm sinh, sắc do tâm là
là ở cái tâm lý ở hiện tại nó luôn luôn tạo ra sắc trong hiện tại của mình, cho nên cái sắc của mình nó biến đổi theo cái tâm lý của mình. Ví dụ như khi nào mình vui thì mình sẽ cảm thấy cái người mình nó phấn chấn lên, nó nhẹ nhàng và cảm thấy nó khỏe khoắn lên, nó tươi tỉnh lên. Đấy là cái tâm lý của mình nó vui đấy, thì nó sẽ làm cho cái thân nó sẽ tác động lên cái sắc thân này, và nó làm cho cái sắc thân này biến đổi theo cái sự vui đấy. Khi mà cái tâm của mình mà sân hận buồn phiền một cái gì đó buồn phiền đấy, thì là lúc đấy cái sắc thân này nó sẽ biến đổi theo cái trạng thái tâm buồn phiền đấy, nó ủ rũ, nó uể oải, nó căng thẳng, nó nặng nề, rồi là cau có, nó nhăn nhó, nó khó chịu. Thì đấy là những cái biểu hiện của cái tâm. Thì cái sắc do tâm sinh nó luôn luôn biểu hiện cái tâm, cái sắc này nó luôn luôn được biểu hiện ra, tức là cái tâm của mình nó không có hình dáng nhưng mà nó luôn luôn lấy cái sắc và nó để nó biểu cảm, nó biểu hiện cái sắc, cái thân này nó biểu hiện cái tâm, biểu hiện được cái tâm. Cho nên là một cái người mà có một cái tâm như thế nào đấy mà nó được duy trì một thời gian dài thì nó sẽ tác động và nó thay đổi cái sắc này. Nó sẽ thay đổi cái sắc thân này nhiều. Ví dụ như cái người nào mà có cái tâm lý mà như là cái người đấy hướng đến những cái điều cao thượng, ví dụ những người mà có cái tâm thiện hay gọi là có cái tâm từ bi bác ái, nhưng mà nó được lập đi lập lại nhiều thì bắt đầu nó sẽ tạo ra cho cái việc là có một cái sắc nó khác. Trong cái ví dụ người khác nhìn vào biết trong người này hiền, hiền lành. Vậy thì cái hiền đấy là tâm hiền hay thân hiền? Nó ở tâm chứ nó không phải ở thân. Thân này nó là vô tri, sắc thân là vô tri, vậy cái tâm. Còn có một cái người mà người khác nhìn mà người này ác, người này là người dữ. Vậy thì cái tâm bất thiện nó phải khởi lên nhiều lần, phải nó được lặp đi lặp lại, bắt đầu nó làm thay đổi cái sắc thân, nó làm cho cái sắc thân của mình trở nên hung dữ và nó mới được biểu hiện ra bên ngoài như thế. Vậy thì cái sắc mà do tâm sinh nó luôn luôn được biểu hiện như vậy. Tâm sinh nó biểu, nó gọi là sắc biểu chi, thân biểu chi và khẩu biểu chi, nó biểu hiện ra bằng cái hành động mà nó biểu hiện ra bằng cái lời nói ở bên ngoài. Cái tâm lý mà nó được biểu hiện ra bằng hai cái dạng đấy, nó được biểu hiện ra bằng dưới hai cái dạng, đó là lời nói và biểu hiện ra bằng các cái cử chỉ hành động. Thì đấy là những cái sắc mà do tâm lý phát sinh. Thì vậy cho nên là cứ lúc nào cái tâm của mình tốt thì nó sẽ biểu hiện ra những cái sắc tốt, và khi nào cái tâm xấu nó sẽ biểu hiện ra cái sắc xấu. Cái tâm của mình thanh thản an lạc thì nó sẽ biểu hiện ra cái tâm mình thảnh thơi, cái tâm mình, cái thân thể nó cũng an lạc. Khi nào mà cái nội tâm của mình có nhiều cái chuyện đau khổ buồn phiền, bắt đầu nó cũng biểu hiện ra cái sắc thân bắt đầu khô héo tàn tạ, nó cũng sinh khởi theo. Thì đấy được gọi là sắc do tâm sinh. Sắc do tâm sinh thì nó sinh lên nó diệt ngay ở hiện tại, nó sinh lên cái nó diệt ngay, sinh lên cái diệt ngay, nó không liên quan gì đến quá khứ. Sắc do tâm sinh thì nó chỉ có ở ngay trong cái sát na hiện tại đấy, cái tâm gì khởi lên thì bắt đầu nó sinh ra cái sắc đấy. Ví dụ một người hành thiền thì cái sắc do tâm sinh nó sinh ra từ cái tâm thiền. Một cái người mà đang vui vẻ thì cái sắc do tâm sinh nó sinh ra từ cái tâm vui vẻ. Một cái người buồn phiền thì cái sắc do tâm sinh nó sinh ra từ cái sự buồn phiền. Cái tâm cao thượng sinh ra cái sắc cao thượng, tâm hạ liệt sinh ra cái sắc hạ liệt. Đấy là một cái loại sắc do tâm sinh. Một cái loại sắc do thời tiết sinh. Sắc do thời tiết sinh là cái sắc mà nó có ở tất cả trong các sắc. Sắc do nghiệp sinh nó tạo ra thời tiết, sắc do tâm sinh nó tạo ra thời tiết, và sắc do vật thực nó tạo ra thời tiết. Thì cái sắc thời tiết ở đây nó là cái tính nóng, cái tính lạnh, là cái nhiệt độ ở trên thân thể. Và cái thời tiết thì nó luôn luôn là một cái tính chất vô tri vô giác. Trong cả những cái sắc thì như nó là thời tiết thì nó không có, nó là cái sự vô tri. Ví dụ như là bây giờ mình bây giờ mình đưa tay lên đầu rứt một cái sợi tóc ra, khi mà cái sợi tóc nó còn ở trên đầu mình
nó còn dính vào cái da đầu ấy, nó còn thì nó còn có sự sống ấy. Thì lúc đấy nó có cái sắc mạng căn ở trong đấy. Đấy, tức là nó có cái thọ mạng ở trong đấy. Nhưng mà khi mà mình đã cắt đứt lìa nó ra khỏi, đứt nó ra khỏi cái đầu mình cả, nó chỉ còn lại một cái sắc, đó là sắc thời kiết. Nó chỉ còn lại một cái sắc, bất cứ một cái gì mà nó lìa nó khỏi cái thân thể của mình thì nó sẽ còn lại một sắc, đó là sắc thời kiết. Ví dụ như là một cái thức ăn mình mới ăn vào, ví dụ như là cái thức ăn mình cho vào trong miệng thì nó, thì cái thức ăn đấy nó vô chi vô giác, nó không liên quan đến mình, nó là sắc thời tiết. Khi nó vào đến cổ họng nó là sắc thời tiết, nhưng mà nó vào đến bao tử một cái thì cái sắc thời tiết đấy nó sẽ tác động với cái nhiệt tiêu hóa, nó biến thành sắc vật thực. Cái sắc vật thực đấy nó lan tỏa lên khắp toàn thân và nó nuôi dưỡng tất cả những cái hệ thống sắc ở trên thân thể. Thì cái sắc thời tiết cũng đấy cũng là một cái loại sắc. Ví dụ như một cái người chết thì nó còn lại một cái thân, cái xác thân còn nguyên vẹn như vậy, nhưng mà trên cái xác thân ấy nó sẽ biến mất hết tất cả những sắc do nghiệp sinh, sắc do tâm sinh, và nó chỉ còn lại mỗi một cái xác tồn tại, đó là xác thời tiết. Xác thời tiết nó còn tồn tại trên tất cả các vật vô tri, nó chỉ còn có một loại xác thời tiết. Và xác vật thực là cái thức ăn mình ăn vào, thức ăn mình ăn vào để nó ăn vào đến bao tử, nó tác động với nhiệt tiêu hóa, nó biến thành xác vật thực, nó đi nó nuôi dưỡng tất cả cái thân thể này. Thì trên thân thể của mình nó chỉ có bốn cái sắc này, sắc do nghiệp sinh, sắc do tâm sinh, sắc do thời tiết sinh và sắc do vật thực sinh. Thì tất cả những cái sắc này nó có ranh giới, có khoảng cách với nhau, nó không có gắn liền với nhau, và mình phân tích đến một cái sự thật tột cùng của cái thân tứ đại này, mình sẽ phân tích ra được như vậy. Mình sẽ phân tích ra các cái sắc pháp, đâu là sắc do nghiệp sinh, những cái sắc nào là sắc do nghiệp sinh, cái sắc nào là sắc do tâm sinh, sắc nào là sắc do thời tiết sinh, và cái sắc nào là cái sắc do vật thực sinh. Thì phân tích như thế thì mình sẽ phá vỡ ra được một cái tưởng về cái thân này. Ví dụ như là bình thường nếu mình nhìn cái thân này thì mình có một cái tưởng ở đây có nghĩa là mình có cái sự chế định, hay là mình có một cái sự khẳng định, có một cái sự chỉ định, hay có cái sự phân biệt. Tức là khi mình nhìn bằng con mắt thường thì mình sẽ phân biệt rằng đây là người nam, đây là người nữ, đây là tôi, đây là người khác, đây là người già, người trẻ, và mình có cái sự phân biệt người này tên như thế này, có cái tuổi như thế này, có giới tính như thế này, hay là có những cái tính cách như thế này. Và lúc đấy khi mình nhìn bằng cái tưởng thì nó có nhiều cái sự chế định, đây là ông A, đây là ông B, đây là bà A, bà B, thì nó có cái sự chế định, có cái sự phân biệt như thế. Nhưng mà khi mà nhìn bằng cái mắt tuệ, nhìn bằng mắt tuệ thì lúc đấy mình sẽ thấy nó không còn cái tưởng đấy nữa, nó không còn cái tưởng bằng cái khối đấy nữa, không còn là đây, không còn cái khối tưởng về cái hình dáng của một cái chúng sinh đấy, mà nó chỉ thấy bằng dưới một cái dạng sắc. Đây là những cái sắc pháp do nghiệp sinh, sắc do tâm sinh, sắc thời tiết, sắc vật thực sinh. Nó chỉ là những cái sắc đấy thôi. Như là cái người này có cái sắc tốt, người này có sắc xấu, người này có cái sắc do nghiệp ở quá khứ chi phối. Rồi đến khi nào cái nghiệp nó hết thì cái sắc đấy nó dừng lại. Rồi là cái nghiệp tốt thì sắc tốt, nghiệp xấu sắc xấu, hay là cái người có tâm tốt thì sắc tốt, người tâm xấu thì sắc xấu. Người nào mà có cái vật thực tốt thì sắc nó tốt, người nào có vật thực xấu thì sắc nó xấu. Những cái sắc nó có những cái nhân nó sinh ra như thế. Thì tất cả thì nó có 28 loại sắc như vậy. Để vị đó phân chia ra, và vị đó phân tích ra được ở trên thân thì nó có 28 loại sắc. Thì cái sắc nào nó có bốn đại chủng, đó là đất, có nước, có lửa, có gió, có màu, có mùi, có vị, có dưỡng chất như thế. Thì cái vị đó quan sát cái nhân duyên sinh ra các cái sắc pháp,
rồi sau đó mới quan sát những cái tính chất sinh lên và cái tính chất diệt đi của các cái sắc đấy. Thì cái bình thường thì mình sẽ thấy một cái người đang sinh ra, một thời gian sau mình sẽ thấy cái người đó lớn lên trở thành một cái người trưởng thành, sau đó trở thành một cái người trung niên, rồi trở thành một cái người lão niên, trở thành một cái người già, rồi sau đó thì cái người đó chết đi, và mình sẽ thấy được cái người này có sinh ra và có chết đi. Thì tất cả những người trong quá khứ sinh ra đã chết đi, những người hiện tại mình sinh ra đã chết đi, những người ở trong tương lai sinh ra đã chết đi. Mình thấy được điều đó, mình có kinh cảm, mình thấy bình thường, ai sinh ra thì đến chúc mừng, ai chết thì đến chia buồn là xong. Thấy nó rất là bình thường, vì mình thấy cái điều đấy đó là pháp tương đối. Sinh ra rồi cũng còn sống mấy chục năm mới chết, đâu có gấp rút vội vàng gì đâu. Nhưng mà cái người mà thấy bằng cái trí tuệ ấy, thì thấy được cái tính sinh diệt của nó liên tục. Tức là tất cả những cái sắc thân của mình này, nó sinh lên cái nó diệt liền, sinh lên cái nó diệt liền. Xong là nó diệt rồi nó lại sinh luôn, thì nó lại diệt, nó lại sinh rồi nó lại diệt. Vậy cho nên là một cái hơi thở nó đi vào và thì nó đã thì cái toàn bộ cái sắc thân của mình nó đã thay đổi rồi, nó đã sinh lên và diệt đi rồi. Một cái hơi thở nó đi ra thì cái toàn bộ cái sắc thân của mình nó đã sinh ra và diệt đi rồi, và nó đã thay đổi hoàn toàn những cái sắc khác rồi. Cái sắc mà lúc hơi thở vào nó không phải là cái sắc mà lúc hơi thở ra, cái sắc mà lúc hơi thở ra nó không phải là cái sắc của lúc hơi thở vào. Chứ đừng nói gì nữa, tôi hôm qua, tôi hôm nay, không phải cái người cái tôi hôm qua không phải là tôi hôm nay, tôi hôm nay không phải là tôi ngày mai, tôi hôm qua đã chết rồi, tôi hôm nay đang chết, tôi ngày mai sẽ chết. Đấy là cái quán về cái sắc. Nhưng mà nó còn nhanh không nhanh hơn thế. Nên là có một cái bài kinh Đức Phật hỏi các tỳ kheo này, các tỳ kheo con có quán về sự chết không? Các tỳ kheo nói này Đức Thế Tôn, con có. Và con quán về sự chết như thế nào? Một vị nói là Đức Thế Tôn, con quán là cái mạng sống này chắc chỉ tồn tại được trong vài ngày. Có một vị thì quán là bạch Đức Thế Tôn, con quán là cái thân này chắc nó chỉ sống được một ngày một đêm là bằng một bữa ăn. Có vị thì quán là bạch Đức Thế Tôn, con quán cái sắc thân này nó chỉ bằng hơi thở vào hơi thở ra. Thế thì lúc đấy Đức Phật mới tán thán cái vị cuối cùng, nó như thế ông mới là những người có quán niệm về sự chết. Tức là cái sự chết nó không phải là vài ngày nó mới chết, không phải là mình ăn xong một bữa thì nó mới chết, mà nó cái sự chết nó diễn ra nhanh gấp trăm gấp ngàn lần một hơi thở vào một hơi thở ra. Vậy cái người mà có quán về cái sự chết, tức là phải quán về cái tính sinh diệt của cái sắc thân này trong từng sát na, sắc thân này nó sinh lên rồi nó chết đi liền. Vậy một cái người mà thực hành cái gọi là quán y nghi, đi đứng nằm ngồi, khi vị đó đi thì vị đó thấy cái sắc thân này nó đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, thấy cái sắc thân này nó sinh diệt liên tục. Ví dụ khi vị đó nhấc chân lên thì cái sắc này nó sinh lên nó diệt luôn. Vị đó đưa chân đi thì cái sắc nó sinh lên nó diệt. Vị đó chạm chân xuống đất, cái sắc này nó sinh lên nó diệt đi. Thì vị đó phải thấy được rằng là cái sắc khi mà mình nhấc chân lên và cái xác mình đang đưa cái bàn chân đi nó không phải là một. Cái xác mà mình nhấc chân lên rồi mình đưa đi nó đã sinh và nó đã diệt rồi, và cái xác mình đang đưa chân đi này nó đã là một cái xác mới, nó sinh lên rồi nó lại diệt đi. Khi mình chạm chân xuống đất thì cái xác này nó đã sinh lên và diệt đi rồi. Vậy thì cái xác này nó sinh lên diệt đi theo từng sát na, liên tục không ngừng nghỉ như vậy. Thì đấy mới là cái người thấy cái gọi là cái sự sinh diệt, thấy được cái pháp sinh diệt, hay là mới là thấy được cái sự thật của cái pháp này như vậy. Còn cái người mà tôi thấy một người sinh ra lớn lên người già rồi mới chết, cái người đấy không phải là thấy sự thật, vẫn là thấy cái pháp chế định, vẫn là thấy bằng cái sự thật tương đối và chưa phải là thấy sự thật tuyệt đối. Còn cái người mà dùng trí tuệ phân tích được cái pháp thiền tứ đại, thấy được cái xác này nó sinh lên nó diệt đi liên tục, bị nó mới thấy được cái sự thật tuyệt đối. Và từ cái sự thật tuyệt đối này nó mới dẫn đến cái sự giác ngộ, nó mới dẫn đến cái sự kinh cảm,
và nó mới dẫn đến cái trí tuệ. Từ cái sự mà quán về cái sắc thân rồi thấy cái sự vô thường của nó là nó sinh diệt, trong cái sinh diệt đấy mới thấy được cái khổ, trong cái khổ đó mới thấy được vô ngã, thì những cái tâm lý đó là nhàm chán đối với sắc thân nó mới khởi lên. Chứ còn bình thường mình có quán kiểu gì mình cứ mình quán bằng khái niệm cái thân này là bất tịnh, cái thân này là vô thường, cái thân này là khổ, cái thân này là vô ngã, nhưng cái tâm nhàm chán với sắc thân nó không khởi lên, hoặc là nó khởi lên rất là yếu ớt, rất là mong manh, và cái tham ái nó lại khởi lên rất là mạnh, chấp thủ nó khởi lên rất là mạnh. Bởi vì những cái trí tuệ tương đối nó không có diệt trừ được cái vô minh, mà phải trí tuệ tuyệt đối nó mới diệt trừ được vô minh. Diệt trừ được vô minh thì nó mới diệt được tham ái chấp thủ. Thì tham ái chấp thủ diệt thì nhàm chán nó mới sinh lên, nhàm chán với thân, xa lìa tham ái với thân, đoạn diệt được vô minh, tức là một cái tưởng chi sai lầm với thân, từ bỏ được chấp thủ với thân và đạt được chánh trí, là sự tuệ chi các sự thật về thân, chứng đắc được niết bàn để phát sinh tử nhờ cái chánh trí viên mãn. Như vậy là vị ấy sống quán thân trên thân. Thì cái pháp về cái bài kinh Đại Niệm Xứ này, quán sát là cái con đường để đi đến niết bàn, thì phải quán sát đến cái sự thật tuyệt đối này mới đạt được niết bàn. Quán sát trên cái sự tương đối không chứng được niết bàn. Muốn quán được như vậy thì nó phải hành các cái thiền tứ đại, bắt buộc một cái hành giả muốn đi đến niết bàn phải quán được cái thân ở cái mức tận cùng này. Và tứ đại còn có những cái cách hiểu khác về tứ đại. Tứ đại trên một cái ý nghĩa danh từ, tứ đại nó là đất, gọi nó là đất vì nó có cái tính trải ra, cái tính mà nó trải rộng bất tận như đất. Gọi nó là nước vì nó có cái tính tan chảy, gọi là lửa vì nó có cái tính làm ấm, gọi là gió vì nó có cái tính đưa đẩy. Đấy là tại sao gọi nó là đất, là vì này đất cái tính mà nó có cái sự tan chảy như thế, trải ra nước lửa gió. Đấy là chứ còn bản chất của nó đâu nó có tên, đất nước lửa gió nó đâu có tên, nhưng mà nó có cái tính chất, tính chất của nó là tan trải rộng, đấy là đất, tan trải là nước, nóng là lửa, nâng đẩy là gió. Theo nhóm thì 20 thân phần thuộc địa đại, 12 thân phần thuộc thủy đại, và mỗi thân phần lại bao gồm nhiều yếu tố khác. Tóc thuộc nhóm đất, nhưng trong nó chứa đầy được một cái tính cứng. Trong một cái sợi tóc khi mình phân tích ra, nó có đất nước lửa gió ở trong cái tóc, trong cái sợi tóc. Tính cứng của nó là đất, tính tan chảy của nó là nước, tính nóng lạnh của nó là lửa, tính đầy của nó là gió. Rồi cho nên là trong một sợi tóc nó có đất nước lửa gió màu mùi vị dưỡng chất, và các cái sắc còn lại, như nếu như mà cái sợi tóc đó nó còn trên đầu mình, nó có sắc mạng căn, nó có thân tịnh sắc ở trong đấy, nó có sắc giới tính ở trong đấy. Là cái tóc của người nam nó sẽ khác với tóc người nữ, bởi vì cái giới tính nó sẽ khác nhau. Thì tất cả những cái thân phần khác cũng thế, nhông móng răng da thịt gân xương tủy thận nó cũng vậy. Thì đấy là nó có những cái hạt sắc ở trên các cái thân phần này, tách riêng chi tiết ra từng cái một thì nó như vậy. Tứ đại mà theo cái vi thể, tức là trong thân này địa đại là những cái hạt nhỏ như vi trần, chúng được liên kết với nhau bởi nước, chúng được sưởi ấm bởi lửa, và chúng được thổi phồng như bởi gió. Thì trong cái thân này vậy, thì những cái thân này bây giờ mình mà nghiền ra thì nó sẽ như những cái hạt bụi, như những cái hạt cát, như những cái hạt bột ấy, như mình nghiền bột ấy. Thì nó sẽ rơi ra, nó sẽ rơi rụng rải rác tan tác, thì nó không có gắn kết với nhau. Nhưng mà sở dĩ nó được gắn kết lại với nhau là vì nó có nước, nên là trong thân này nó không thể thiếu nước được. Nó mà thiếu nước thì nó sẽ rời ra, nó rơi ra thành những cái hạt nhỏ ni ti ngay, đó là những cái hạt vi trần địa đại. Nó gắn kết được với nhau là nhờ có thủy đại, nó được sưởi ấm là bởi có hỏa đại,
nó được thổi phồng lên là nhờ có phong đại, có phong đại nó có những cái hình dáng này. Thủy đại là trạng thái kết dính đương nhiều trên đất, được duy trì bởi lượng mà nó được nở ra bởi gió. Hỏa đại là cái nhiệt tiêu hóa thức ăn làm ấm thân thể này, nó được nương nhờ trên đất, nó được kết dính bởi nước, nó nương nhờ bởi gió. Phong đại thì nó khắc tứ thi này, thì trên cái thân thể của mình nó cũng giống như ở trong cái địa cầu này hay là cái vũ trụ này, nó có đất nước lửa gió. Giờ ở trên cái quả địa cầu này nó cũng thế, nó có đất nước lửa gió, trong thân mình nó cũng có đất nước lửa gió. Thế thì đất thì nó ví dụ như là nó sẽ mình sẽ thấy là đất nó là một cái bề mặt ở trên, nhưng mà bên trong nó là cái gì? Khi mình đào sâu xuống đất một chút thì nó sẽ có nước, vậy là đất nó phải nổi ở trên mặt nước, nước thì nó đỡ cái đất này. Vậy thì bên trong, bên dưới nước, cái gì nó nâng đỡ cái nước này, thì nó nâng đỡ cái nước mà cho địa cầu này tồn tại được, thì nó phải có gió bên trong ấy, nó phải có gió, gió nâng đỡ nước. Thì bên trong gió thì nó phải có lửa, bên trong lõi trái đất nó toàn là nham thạch là lửa, thì đất nước lửa gió phải nương với nhau thì nó mới tồn tại, nó mới hình thành. Nếu mà nó không có những cái đấy, ví dụ như cái chỗ nào mà nó đất nhiều mà nước ít thì bắt đầu nó sinh ra, nó sẽ sụp đổ này. Nên là cái chỗ nào mà nước nhiều mà đất ít thì bắt đầu nó sẽ nhấn chìm, chỗ nào mà lửa nhiều quá thì bắt đầu nó sẽ bùng lên, nó thiêu cháy chết hết. Gió mà nhiều quá thì nó sẽ thành cuồng phong bão tố. Trên thân, cái thân thể của mình nó giống như cái địa cầu ở bên ngoài, thì nó cũng có cái tính chất hoạt động nó tương tự như nhau, nhưng mà nó chỉ khác nhau là mình chấp thủ tứ đại trong này, mà tôi là của tôi, là tự ngã của tôi. Giờ mình phân tích nó ra mình mới thấy nó là đất, là nước, là lửa, là gió, thì mình mới diệt trừ được cái tham ái với và cái chấp thủ của nó, mình hiểu ra cái bản chất của nó. Tứ đại theo đặc tính, nó có tính cứng, thô nặng mềm đấy, mà nguồn gốc phát sinh ra tứ đại. Tứ đại trong 42 thân phần có nguồn gốc phát sinh ra như thức ăn chưa tiêu hóa, phân mổ nước tiểu là do thời tiết sinh, mồ hôi, nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước xương, khớp xương, nước tiểu là do tâm sinh. Bây giờ tại sao mình toát mồ hôi? Ví dụ như có những lúc nào đó trời rất là lạnh, nhưng mà tại sao mình thấy mình toát mồ hôi? Đấy là cái tâm trạng này. Cái tâm trạng lúc nào đó mình căng thẳng bất an cái gì đó nó sẽ toát mồ hôi. Mồ hôi nó sinh ra là do tâm sinh, nhưng mà khi nó chảy ra đến bên ngoài thân thì nó trở thành sắc thời tiết. Cái tâm lý của mình nó sẽ tạo ra mồ hôi. Nước mắt cũng vậy, bình thường với tâm lý bình thường nó không có nước mắt, nhưng mà do mình xúc động nó cái gì đó, cái tâm lý của mình nó tạo ra cái nước mắt này. Vậy thì nước mắt sinh ra do tâm. Nhưng bây giờ mình cứ nghĩ là trong cái mắt của mình nó có nước, nhưng mà không phải, do tâm lý của mình nó sinh. Nước mũi cũng vậy, do tâm lý của mình nó sinh. Nước miếng, bình thường mình nghĩ đến một cái chất chua hay chất gì đấy mình sẽ chảy nước miếng, thì những cái thứ đấy nó sinh ra là do tâm lý. Hỏa đại tiêu hóa thức ăn do nghiệp sinh, hơi thở vào ra là do tâm sinh, tất cả các thân phần còn lại do nghiệp sinh, tâm sinh, thời tiết sinh và vật thực sinh. Đó về tứ đại. Về sự sai biệt và đồng nhất của tứ đại, mỗi đại có những cái đặc tính và chức năng khác nhau mà có sự tương đồng. Cả bốn đại đều là sắc. Đất nước lửa gió thì nó đều là sắc, sắc hay còn là những hạt vi trần. Những hạt vi trần nhỏ ni ti thì những hạt vi trần đấy nó luôn luôn bị quấy nhiễu, nó luôn luôn bị nhiễu động, tức là trong cái sắc của mình nó không có yên ổn như mình nghĩ, mà lúc nào nó cũng trôi chảy, lúc nào nó cũng bị nhiễu động, như là những cái hạt xương nó không có đứng yên, mà lúc nào nó cũng sinh lên diệt đi, sinh lên diệt đi, đấy là sự quấy nhiễu. Bốn đại chủng vì nó có biểu hiện lớn. Bốn đại như là huyễn thuật vì nó có một cái sự duy trì lớn và cái sự thay đổi lớn. Bốn đại nó có được thế nào là bốn đại này nó có cái sự biểu hiện,
Bốn đại này thì nó hiện diện ở khắp mọi nơi, mình không bao giờ đi đâu khỏi cái bốn đại này, mình không bao giờ rời khỏi bốn đại chủng này được, vì ở chỗ nào nó cũng có bốn đại. Mình đi ra biển nó cũng có bốn đại, mình đi lên thiên không cũng có bốn đại, đi trên mặt đất nó cũng có bốn đại, đi vào trong lòng đất nó cũng có bốn đại, thì nó biểu hiện ở khắp mọi nơi, giống như quả địa cầu mênh mông bất tận, mình không bao giờ đi hết được bốn đại. Biểu hiện dưới một cái hình thức không chấp thủ, đấy là tất cả những cái tứ đại ở bên ngoài, bốn đại ở bên ngoài mà mình không có chấp thủ, mình không mình nhìn vào một cục đất, một cục đá ở bên ngoài, mình sẽ không nghĩ là đây là tôi, đây là của tôi, đây là tượng đá của tôi, mình không nghĩ thế. Nhưng mà cái đất đấy mình nó chui vào trong mình là mình sẽ biết đây là tôi, đây là của tôi, đây là tượng đá của tôi. Khi nó ở bên ngoài thì mình không chấp thủ, khi nó vào trong mình thì mình chấp thủ. Ví dụ như là bây giờ thức ăn nó ở bên ngoài thì mình đây là thức ăn, nhưng mà nó chui vào trong người mình thì nó biến thành tóc, thành lông, thành móng răng da thịt gân của mình rồi, thì lúc đấy đây là tóc của tôi, nó móng răng da thịt gân xương của tôi, thì đấy là bốn đại, là mình có cái chấp thủ là vậy. Khi mà nó chuyển hóa thành một cái phần của cơ thể mình, nó cũng là bốn đại ở bên ngoài, mình đưa nó vào một cái hình thức khác mà thôi. Đưa cái đại ở bên ngoài vào bên trong để nuôi dưỡng cái đại bên trong, củng cố cho cái bên trong và cũng củng cố luôn cho cái lòng tham ái và chấp thủ của mình. Thì cái thân tứ đại bên trong mình cũng thế và bên ngoài cũng thế. Bốn đại nó được biểu hiện dưới những cái hình dáng khác nhau như thế, nó được biểu hiện ở khắp mọi nơi, nó trang trải ra khắp mọi nơi và nó biến đổi thành những cái hình dáng khác nhau, giống như huyễn thuật, hiện tướng của nó, bốn đại thay đổi và biến tướng đến mê hoặc lòng người. Tức là cái bốn đại này lúc thì nó thế này, lúc nó thế khác. Có thể là hôm nay nó ở dưới một cái dạng rất là nhờn gớm, nhưng ngày mai nó sẽ biến thành một cái dạng rất là hấp dẫn, rất là khả ái. Ví dụ như là bây giờ có một đống phân ở bên đường, thấy mình gớm không muốn tránh xa, nhưng mà ngày mai có một cái hạt giống này nó rơi vào đấy, nó mọc lên một bông hoa, mình có thể là ngắm, mình có hái về mình trưng lên mình ngắm nghi không. Bốn đại nó biến tướng từ một cái rất là nhàm chán, nó biến thành một cái rất là hấp dẫn. Thấy kinh khủng không? Hôm nay nó là con quỷ nhưng mai có thể nó là tiên. Bây giờ có thể là đang sinh là ngã quỷ nhưng mai nghe được một cái người khác làm phước hồi hướng, nó hoan hỉ quan sinh trời làm tiên rồi. Cũng là cái sắc thân nó biến đổi, có gì đâu. Hôm trước mình nhìn thấy mình còn ghê sợ, hôm sau mình nhìn thấy mình đã ham muốn chạy theo. Thì trên đời này nó mọi thứ nó là như thế, nó biến hình biến tướng như thế. Hôm qua thì nó cái nhà này nó còn là một đống đất, đến đây mình thấy là đống cát ở ngang ở kia, đống sỏi đống đá, nhìn thấy mình có ớn, nhìn thấy rất ớn. Khi nó biến thành một cái nhà trang nghiêm đẹp đẽ rồi bắt đầu khen cái đẹp. Thì đấy là bốn đại nó biến tướng, nó biến hình biến tướng như huyễn thuật, và nó làm mê hoặc lòng người, nhưng bản chất của nó thì không có gì đáng khả, đáng bản chất của nó đáng nhàm chán, nhưng vì nó biến dạng và ra những cái hình tướng khác nhau, nó làm cho mình ưa thích. Nhưng bây giờ mình hôm nay còn có một cái sấp giấy vụn nhé. Ngày mai nhà máy tiền vào in thành đồng tiền 500.000 tiền đô, thì sao mình nhìn thấy mình sao nhìn thấy mình đã khởi lên tâm ham muốn thích thú. Hôm trước có thể nó chỉ là một cái giấy vụn vứt bên đường, thế nó biến tướng như thế. Ví dụ như là con trai ấy, nó ủ mấy cái màu cát ở trong nó, một thời gian nó biến thành ngọc thôi. Lúc đó là cát ấy, mình có đem về mình cắm không, biến thành ngọc thì giá trị quá trời luôn. Thì tất cả các cái đại chủng này nó chỉ là biến hình biến tướng ở trên thế gian này, nó thế. Mình cứ tham ái cái gì là ngu cái đấy, tức là mình ngu si, mình mới tham ái là vậy. Mình không thấy được cái bản chất, cái sự thật tối hậu và tột cùng của nó, cho nên là mình cứ tham cái này, thích cái này, thích cái kia. Đức Phật bằng cái trí tuệ của mình nói là trên đời này không có cái gì để cho mình thích cả, không có gì đáng để tham ái. Ở cái cõi trần gian này không có cái gì đáng để tham ái, không có một cái gì để cho một cái vị chư thiên tham ái hết. Một cái vị chư thiên xuống dưới trần gian, người ta nhìn thấy con người dưới trần gian rất là bẩn, ăn bẩn, ở bẩn, hôi hám,
không có một cái gì đáng ưa thích. Nhưng mà ở trên chư thiên có cái gì đáng ưa thích không? Nâu đài bằng vàng, bằng châu báu, thân thể chư thiên cũng bằng tứ đại, cũng thôi, nó cũng vô thường, khổ, vô ngã như nhau hết. Nên là một cái người có trí tuệ không tham ái một cái gì ở cõi nhân gian, không tham ái một cái gì ở cõi thiên giới, không tham ái một cái gì ở trong tam giới, thì vị đó sẽ đi đến niết bàn, vì tất cả những cái gì ở trong tam giới thì nó cũng giả tạm hết. Mà những cái ở nhân giới này mà so với cái ở thiên giới thì cách nhau một trời một vực, mà đến những cái ở thiên giới còn giả tạm thì cái ở nhân gian này không có gì thật đâu. Đừng có tham cái gì, đừng có ái cái gì, đừng có chấp cái gì, thì thoát. Còn tham ái chấp thủ cái gì là nó bị trói buộc cái đấy. Từ nước biến thành pha lê, từ đất biến thành vàng ngọc. Chứ nó vàng ngọc là cái gì không? Nằm ở dưới đất lâu ngày nó biến hình biến tướng, nó biến thành cái này, biến thành cái kia. Ví dụ như là có những cái xác người nó bị hóa thạch ấy, nay nó là cái xác nó biến thành đá thì nó lại hóa thành vàng, hóa biến hóa linh tinh như vậy, không có cái gì là thật hết. Tứ đại trong thân chúng ta nó cũng biểu lộ ra một cái sự, ví dụ như là bên trong bản chất của con người nó rất là bẩn, rất là thối tha, rất là hôi tanh, nhưng mà nó bao bọc ở bên ngoài bằng một cái làn da mịn màng. Thế mà nhìn vào cái làn da mịn màng đấy, mình ôi người đẹp quá, bắt đầu sinh ra tham ái, chấp thủ, và đây là người của tôi, xong rồi và mình tìm mọi cái cách mình chiếm đoạt được người đấy. Đấy là cái tham ái. Nhưng mà bây giờ mình nột da của người đấy ra, có dám nhìn vào cái gì đâu, cái gì cũng ghê gớm, tất cả mọi cái nó rời rạc ra, mình bắt đầu thấy ghê. Bản chất thật sự bên trong của cái da đấy toàn là những cái bất tịnh hôi thối, không có một cái gì là sạch sẽ. Thế nhưng mà mình bị mê hoặc bởi những cái hình tướng ở bên ngoài che đậy những cái xấu xa ở bên trong. Tứ đại nó là bậc, rất là bản chất thì rất là đáng nhàm chán, nhưng mà luôn luôn biến hình biến tướng thành nhiều cái màu sắc hình dáng khác nhau để mê hoặc lòng người. Rồi là từ những cái chất bẩn thỉu, từ những cái dưới bùn hôi tanh rồi là nở lên những bông hoa sen, từ những cái nơi nào mà đất càng có nhiều phân, nhiều những cái chất ô nhiễm thì nơi đấy cây cối càng xanh tươi, và đất cây cối càng xanh tươi thì mình càng thích thú, càng mê mẩn. Rồi là những cái cây cối đấy biến thành những cái đồ đạc, mê mẩn với những cái đồ đạc đấy. Thành ra là cứ bị mê mẩn, cứ chạy theo cái hình tướng ở bên ngoài thì cứ mê mẩn hoài. Và khi nào có trí tuệ thấy được cái bản chất của nó thì mới hết mê thì sẽ thành ngộ. Vậy thì mình phải thực hành cái pháp để mình chuyển từ cái mê thành cái ngộ. Bốn đại này nó được duy trì bởi rất nhiều những nhu cầu, những tiêu thụ hàng ngày. Bốn đại mà bốn đại ở bên ngoài ấy, thì nó duy trì bởi cái năng lực của thời tiết. Bốn đại ở bên ngoài nó được duy trì bởi thời tiết. Ví dụ như là mình mà muốn duy trì một cái gì đó, ví dụ như là một cái nắm rau ấy, mình muốn giữ được nó tươi lâu mình cho vào tủ lạnh, vì cái thời tiết đấy nó sẽ duy trì được nó, mình để ở ngoài nó sẽ hủy hoại rất là nhanh. Thì cái thời tiết phù hợp thì nó sẽ duy trì được lâu, thời tiết không phù hợp thì những cái đại chủng ở bên ngoài nó sẽ hủy hoại nhanh. Thế đấy là bốn đại ở bên ngoài thì nó được duy trì nhờ cái năng lực của thời tiết. Còn bốn đại ở bên trong chấp thủ của mình thì nó được duy trì bởi thức ăn, nó duy trì bởi chỗ ở, bởi y phục và bởi những thực phẩm. Bây giờ suốt ngày mình đi làm cái này làm cái kia để làm gì? Gọi là đi làm ăn mà. Đi làm để kiếm cái ăn, đi làm để có cái chỗ ở, đi làm để có quần áo mặc, và đi làm để sau này ốm đau còn có tiền mua thuốc, có thế thôi. Thế nhưng mà có đủ ăn rồi thì có đi làm không? Đi làm để kiếm cái ăn, nhưng mà có ăn rồi thì lại phải còn có của ăn của để. Đi làm để có chỗ ở, nhưng mà bây giờ có ai cho mình chỗ ở mình đi làm không? Ở chỗ này thì còn phải ở chỗ kia, mình thay đổi nhau. Đi làm thì có quần áo để mặc, bây giờ có đủ quần áo mặc để đi làm đâu. Mặc cái này rồi là phải thay cái khác, phải
thay đổi như thế, cho nên cứ đi làm hoài, làm hoài, làm hoài. Làm chỉ vì bốn cái này, đi làm để có thuốc chữa bệnh. Để có thuốc chữa bệnh rồi đi làm nữa, vẫn đi làm nữa. Đi làm để có nhiều thêm nữa. Vậy thì cái nhu cầu của cái thân tứ đại nó chỉ có bốn cái này thôi. Có bốn cái này thôi, và mình đi đi làm chỉ là để kiếm bốn cái này để duy trì cái thân. Thì một cái người mình làm ít thì nó thì cũng duy trì được, làm nhiều cũng duy trì được. Có ít thì cũng duy trì ở mức độ ít, có nhiều duy trì ở mức độ nhiều. Thì cho nên là Đức Phật dạy là cái này thì nên chi túc không? Thì nó an nhàn, cứ cái này mà tham đắm thì nó sẽ khổ. Chi túc thì có cái để ăn là được rồi, có cái để cho chỗ để ở là được rồi, có cái y phục để mặc là được rồi, có cái thuốc chữa bệnh là được rồi. Thì chỉ cần có đủ để dùng thì gọi là chi túc, biết đủ. Thì đi làm ít thôi để thời gian mà hành thiền. Hành thiền thì nó mới giác ngộ ra được sự thật, mình phát triển ra trí tuệ, mình mới thấy được tứ đại là tứ đại. Nên là trong kinh Đức Phật gọi là ở trên đời có những kẻ vô văn phản phu, không có thân cận các bậc thánh, không có tuần thủ pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, cho nên vị ấy tưởng chi địa đại là địa đại, hỏa đại là hỏa đại, phong đại là phong đại, thủy đại là thủy đại. Vị ấy tưởng chi, tức là cái trong tâm của vị đó chỉ có tưởng chi thôi. Vị ấy dục hỉ, tức là tham đắm đối với lại cái tứ đại đấy. Vị ấy cứ nghĩ là tứ đại đấy, đất nước nửa đó là ta, là của ta, là tự ngã của ta, là vị đó bị đau khổ khi mà cái tứ đại nó biến đi đổi khác. Vì tứ đại nó không có tồn tại mãi, nó biến đi đổi khác. Còn những bậc đa văn đệ tử của Đức Phật, do thân cận các bậc chân nhân, do nghe pháp, do tu tập pháp của các bậc chân nhân, cho nên vị ấy thức chi, vị ấy biết địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, là địa đại, thủy đại, đại phong đại. Vị ấy mới không có tham đắm với địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại. Còn có những bậc thánh đệ tử thì thắng chi, vị ấy có thể phân tích được địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại. Còn Đức Phật là bậc niễn chi, hiểu rõ được địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại. Thì trí tuệ của Đức Phật là niễn chi, tức là hiểu một cách tột cùng, hiểu một cách tuyệt đối, hiểu mà không còn một cái ngóc ngách nào mà không hiểu. Còn trí tuệ của một bậc thanh văn, của những bậc thánh đệ tử của Đức Phật là có thể thắng chi, tuệ chi. Tức là những cái vị đó có thể tuệ chi, dùng cái trí tuệ để thấy, nhưng mà không thấy hết tuyệt đối được như Đức Phật. Còn trí tuệ của những người mà mình chưa có giác ngộ, tức là những người mình có nghe pháp thì mình có thức chi, mình có biết đây là địa đại, cái thân này là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, nhưng mà cái thức chi đấy thì nó vẫn chưa diệt được vô minh, tham ái chấp thủ vẫn còn khổ đau. Còn những cái người vô văn phàm phu là không nghe pháp, không có hiểu biết gì, thì vị đó chỉ có tưởng chi, tức là vị đó chỉ có sống bằng ảo tưởng, không hề có một cái thức, không hề có cái ý thức hiểu biết gì. Vậy thì cái người có nghe pháp mình cũng hiểu biết ra được một chút đó, cũng có được cái thức chi, có tu tập thì có được cái tuệ chi, giác ngộ được sự thật thì có thắng chi, thì Đức Phật mới có niệm chi mà không. Thì mình hiểu ra được cái địa đại về bốn đại, phải thực hành cái pháp bốn đại này nó luôn luôn thay đổi. Tứ đại không bị chấp thủ thì thay đổi, nhỏ thì tạo ra thiên tai, động đất, sóng thần, lốc xoáy, hỏa hoạn, thay đổi lớn thì như thời kỳ hoại kiếp. Tứ đại nó thay đổi như vậy. Ví dụ như thỉnh thoảng cái tứ đại của mình nó biến động, nó biến đổi, thỉnh thoảng đất nó sụp ra nên nó tạo ra động đất, bao nhiêu nhà sập xuống để chết người. Thỉnh thoảng nước nó thì từ động đất nó sinh ra sóng thần, nước nó dâng lên một cái nên cũng chết bao nhiêu người. Thỉnh thoảng người là gió, có những cơn lốc xoáy hay là bão tố, hỏa hoạn, núi lửa nên là cháy rừng. Nó thay đổi, đấy là nó thay đổi ở cái mức độ nhỏ, còn nó thay đổi ở mức độ lớn là vào cái thời kỳ ngoại kiếp, nó có thể bốc cháy cả cái quả địa cầu, hoặc là nước nó sẽ nhấn chìm cả quả địa cầu, hoặc gió nó sẽ làm nghìn cả quả địa cầu. Tứ đại có chấp thủ thay đổi nhỏ thì sinh ra cảm sốt, trúng gió, phù nề, đau nhức. Tức là trong cái thân tứ đại của mình, quả địa cầu nó có cái thay đổi của nó, còn trong cái thân này nó có cái thay đổi của mình.
Ví dụ như là thỉnh thoảng mình sinh ra cảm cúm này, hay là bị gió, hay là bị đau đớn nhức mỏi, địa đại mình nó trội lên ấy, thì nó cũng làm cho mình đau nhức. Hỏa đại mình nó mạnh quá, nó cũng làm cho mình bị ốm. Phong đại mạnh quá thì chúng gió, mà thủy đại nó mạnh, địa thủy hỏa phong, các cái đại nó không được điều hòa, nó sinh ra bệnh. Tứ đại nó luôn luôn bất thường như vậy, nên nó không bền vững, nó không chắc chắn. Dù mình có bảo vệ nó, dù mình có chăm sóc nó, mình có thường ngày luyện tập thể thao, thể dục, rèn luyện để cố gắng bảo vệ, duy trì nó, nhưng mà nó không có chắc chắn như thế đâu. Dù mình có ăn bao nhiêu này chất bổ béo thì nó cũng vẫn cứ luôn luôn biến đổi như vậy. Bệnh nó vẫn cứ sinh ra bệnh, rồi đến lúc già nó vẫn già, mà chết thì nó vẫn chết. Tứ đại thì có thể phân và không thể phân. Đất nước lửa gió có những đặc tính riêng biệt của nó, đó là cái tính có thể phân biệt được. Trong đất thì nó có nước, trong nước nó, trong đất nó có nước lửa gió, trong nước nó có đất lửa gió, thì trong một đại nó có cả bốn đại. Thì cái tính chất của nó thì có thể phân biệt được, nhưng mà nó luôn hiện hữu với nhau và nó không thể tách rời nhau. Nó luôn hiện hữu trong mỗi cái nhóm sắc pháp, trong những cái hạt sắc nhỏ nhất nó cũng đều có 8 yếu tố đó. Đó, đất nước lửa gió. Ví dụ như là bây giờ mình phân tích trên một cái chất rắn nhất như kim cương, mình nghĩ là trong kim cương nó có đất không? Có nước, nó có lửa, nó có gió, nó có đầy đủ hết, nó có đầy đủ các cái yếu tố đấy. Thì trong bất cứ một cái gì nó cũng có đầy đủ các cái yếu tố đấy. Mà trong những cái vật chất ở bên ngoài thì cứ cái gì có những cái nó tồn tại rất lâu, mà có những cái nó hủy hoại rất là nhanh. Tại sao nó có những cái tồn tại lâu mà có cái hủy hoại rất là nhanh? Ví dụ như là những cái chất gì mà nó rắn như kim loại, nó sẽ tồn tại rất là lâu, và ngọc hay kim cương nó sẽ tồn tại rất là lâu. Những cái gì mà nó hủy hoại rất là nhanh như những cái thứ như là rau cỏ đá cửa, nó sẽ hủy hoại rất là nhanh, cái xác chết nó hủy hoại rất là nhanh. Thì những cái gì mà nó có cái tính là cái hỏa đại mạnh thì là nó sẽ tồn tại rất là lâu, vì trong những cái vật chất ở bên ngoài thì cái gì mà có cái tính thời tiết mạnh thì nó có thể thích ứng được với mọi hoàn cảnh thời tiết, cho nên là nó rất là lâu. Ví dụ một cái người phân tích ở trong những kim loại, thì nhất là những chất rắn như kim cương, thì cái hỏa đại của nó rất là mạnh. Cho nên là nó, mặc dù nó luôn luôn sinh diệt, nhưng mà nó cứ sinh một cái nó lại diệt một cái nó lại sinh một cái nó lại diệt liên tục như vậy. Thì những cái gì mà có hỏa đại mạnh thì cái hỏa đại là dưỡng chất của nó, cho nên nó tái tạo rất là nhiều lần, nó tái tạo được nhiều lần nên nó tồn tại lâu. Thì những cái gì thuộc về kim loại nó tồn tại lâu vì trong nó có tính hỏa đại mạnh. Thì bây giờ mình lấy hai cái thanh kim loại mình đánh vào nhau sẽ phát ra lửa như vậy. Thì trong đá cũng có thể tồn tại rất là lâu, ví dụ đá có thể tồn tại hàng triệu năm được. Vì trong đó hỏa đại của nó rất là mạnh, nhưng người ta đánh hai hòn đá vào nhau phát ra lửa. Nhưng bây giờ mình cầm hai cái miếng thịt hay là hai cái lá rau mình đánh vào nhau nó ra lửa rồi. Nó ra lửa được vì nó sẽ hủy diệt rất là nhanh. Thì tất cả những cái gì nó có sự tồn tại của nó như thế. Thì sự giống nhau và sự khác nhau, đất nước có một cái tính giống nhau và một cái tính nặng. Khi nào địa đại của mình ở trong mình nó trộn thì mình cảm thấy thân thể nó nặng nề và mình chỉ muốn nằm, nó muốn đứng lên đi nữa. Nhưng mà khi nào thủy đại nó nặng, nó mạnh lên, thân thể nó cũng nặng nề thì quả mình cũng chỉ muốn nằm, muốn nghỉ, cũng muốn đi nữa. Thì đây là đất và nước nó có hai tính giống nhau. Đó là cái tính nặng. Lửa và gió có một cái tính giống nhau, đó là tính nhẹ. Khi nào mà trong thân thể của mình có tính phong đại nổi trội hay là hỏa đại nổi trội thì mình sẽ cảm thấy cái cơ thể của mình nó nhẹ nhàng, nhẹ bẫng nhé. Và lúc đấy mình sẽ trở nên rất là năng sắc. Bây giờ người mình nó nóng nảy, mình sẽ có muốn nằm một chỗ, nóng mà nó không muốn nằm một chỗ, nó sẽ năng sắc chạy. Và khi mình cái phong đại nó nhẹ thì nó cũng làm cho cái thân mình năng sáng và nó cũng muốn hoạt động, chứ nó lúc này nó không còn muốn tĩnh mà nó muốn động.
thì cái lửa với gió nó sẽ thiên về cái tính động, và đất và nước thì nó thiên về cái tính tĩnh, tính lặng. Tứ đại bên trong thì tứ đại bên ngoài. Tứ đại bên trong là nơi cho cái thức nương vào mà sinh lên, được thể hiện các qua các cái oai nghi cử chỉ và biểu hiện của thân. Tứ đại bên trong nó nói về cái sắc thân của mình, mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình, thì đấy là tứ đại bên trong, và nó có cái sự nương tựa của nhãn nhĩ thị thiệt thân ý thức. Tứ đại bên ngoài thì hoàn toàn là vô thức, vô tri và vô giác. Tất cả những cái vật chất ở bên ngoài không có ý thức, nó là những vật vô tri vô giác hết. Cái cây cối thì nó có tri giác không? Cây cối thì nó có biết đau không? Nó có biết vui buồn không? Thì tất cả những cái gì nó thuộc về cây cối, nó đều là tứ đại bên ngoài, và nó chỉ có tính thời tiết, nó vô tri vô giác, nó không có mạng căn, nó không có cái linh hồn, không có cái sự sống ở trong, mà nó chỉ là tứ đại, nó chỉ là cái sự sinh lên của các cái sắc thời tiết đó, do đất nước lửa gió nó thuận theo cái thiên nhiên, nó thuận theo cái thời tiết nên nó sinh lên, rồi sau đó nó diệt đi, nó hoàn toàn là thời tiết. Bây giờ mấy cái con vi khuẩn ấy, như con virus corona, mấy cái con vi khuẩn cảm cúm ấy, thì nó là một sinh mạng hay nó là một cái vật vô tri? Cái con đấy nó là cái gì? Con đấy nó có biết, nó có tâm không? Nó có biết suy nghĩ là mình sẽ làm cho cái người này chết không? Làm cho người này ốm không? Hay là bây giờ mình có bệnh, mình uống thuốc, mình trị những cái con đấy thì mình có phạm tới sát sinh không? Không phạm tới. Tất cả những cái con đấy nó cũng là một cái dạng thời tiết. Những cái con vi khuẩn, những con vi rút nó cũng là một cái dạng thời tiết. Thời tiết nó chỉ có đất nước lửa gió này thôi. Đấy là do những cái yếu tố nhân duyên gì đó, nó là những cái con vi khuẩn có hại thì nó xâm hại cơ thể con người, chứ nó không có tính mạng, nó là vật vô tri vô giác. Nó cũng giống như là những cái loài nấm, những cái loài cây cối này, nó là tứ đại ở bên ngoài. Sự vô tri, tứ đại là vô tri. Đất không biết ta là đất, ta là nền tảng cho nước lửa gió. Ba đại còn lại cũng như thế, đất nước lửa gió nó không biết ta là đất nước lửa gió, mà chỉ có cái tâm của con người biết mới phân biệt được. Khi ta ý tứ đại theo những cách đã nói trên, các đại chủng sẽ trở nên rõ rệt đối với một thiền sinh. Khi đã được ta ý nhiều lần như vậy thì cận hành định sẽ khởi lên như một người phân tích bốn đại chủng do ảnh hưởng của trí kiến, tức là do cái trí tuệ mình phân tích để mình hiểu ra được cái thân này là tứ đại. Và cái lợi ích của cái pháp thiền phân biệt tứ đại này, nó sẽ làm cho một cái thiền sinh chuyên tâm hành thiền tứ đại thì vị ấy sẽ an trú trong không và từ bỏ cái tưởng về chúng sinh, không nuôi dưỡng những tưởng tượng lệch lạc như thú dữ ma quỷ, nhiếp phục sợ hãi và khiếp đảm, nhiếp phục ưa và chán. Như một người có trí tuệ lớn và chứng được niết bàn ở hiện tại, nếu chưa đủ cái ba la mật để chứng niết bàn ở hiện tại thì vị ấy cũng sẽ tái sinh về một cái quán em này. Một cái người thường quan sát tứ đại sẽ có một cái lợi lạc như thế. Quan sát cái thân này là người tứ đại, vị ấy sẽ từ bỏ được những cái tưởng như là đẹp và xấu, và vị đó nhìn thấy cái gì thì đó cũng thấy đây là tứ đại. Ví dụ vì đó nhìn thấy một người khác thì đó, người này là đất nước lửa gió, người kia là đất nước lửa gió, tất cả mọi người là đất nước lửa gió, cái này là đất nước lửa gió, cái nhà là đất nước lửa gió, cái xe là đất nước lửa gió, cái bàn là đất nước lửa gió, cây cối là đất nước lửa gió, vạn vật trên thế gian là đất nước lửa gió, tiền vàng bạc nhà cửa quần áo, cho đến thức ăn uống vào là đất nước lửa gió. Cho nên nó với cái trí tuệ quán như thế thì nó không có sinh ra cái chấp trước cái này cái kia, không có sinh ra cái tham ái, không có sinh ra cái chấp thủ. Thì đấy là cái trí tuệ của vị đó sẽ an trú ở tâm, ở trong một cái trạng thái đó là cái tâm không, tức là không có chấp, không chấp vào một cái gì, tâm không tức là thấy mọi cái là vô ngã, nó không có cái tự tướng,
nó không giống như những cái hình tướng mà nó thể hiện, và vì nó không nhìn vạn vật bằng cái hình tướng nó thể hiện, mà nhìn nó bằng cái trí tuệ, bằng cái sự thật tột cùng của nó. Đó là vì nó quán về tự đại, không nuôi những tưởng tượng nghịch nạc như là ma quỷ. Cái gì nó là tứ đại, ma quỷ thú dữ nó là tứ đại, cho nên vì nó sống không có sợ hãi, vì nó sống ở đâu cũng không sợ, tâm nó luôn luôn an nhiên tự tại, không sợ hãi và kiết đạt, nhất phục ưa và chán, vì đó không có cái yêu và cái ghét. Ví dụ như là vì đó có thể là sử dụng một cái gì đó, vì đó không có cái sự lựa chọn đẹp và xấu. Ví dụ ở một cái nhà đẹp và ở một cái nhà xấu, vì đó không có buồn phiền. Nhà đẹp cũng là tứ đại, nhà xấu là tứ đại. Mặc cái bộ quần áo đẹp hay xấu thì nó không quan trọng. Quần áo đẹp nó là tứ đại, xấu là tứ đại. Thức ăn ngon hay dở nó cũng là tứ đại. Cái gì nó cũng tứ đại như vậy thì tâm của vị đó không có cái yêu và cái ghét ở trong đời. Thì cái tâm như thế là một người có trí tuệ lớn. Đấy là một người có trí tuệ lớn. Vì khi chưa mà hành thiền tứ đại thì mình hay bị cái tưởng chi, cái tưởng sai lầm hiểu tứ đại rồi thì mình mới hết được cái tưởng, còn có cái tuệ. Khi đã hiểu đã tứ đại, thân thể hữu tình cho đến vạn vật vô chi này là một sự hiểu biết lớn. Chỉ có một cái người có trí tuệ lớn thì mới có được cái sự hiểu biết tất cả là cái vật chất bên trong, những vật chất bên ngoài là tứ đại. Thì đấy là người có trí tuệ lớn, người có chi kiến thù thắng. Vì không nhìn vạn vật bằng cái vẻ bề ngoài phù phiếm, mà dùng trí tuệ quan sát sự thật của thân thể bên trong, vạn vật bên ngoài, bản chất của nó là giả tạo, rỗng không, vô nghĩa, không giống như mình thấy bằng mắt thường, và bằng sự tưởng tượng, bằng cái tưởng chi sai lầm. Vì vậy người thực hành thiền trí đại, thiền tứ đại sẽ là một cái người có trí tuệ lớn. Nên là muốn có trí tuệ lớn thì phải quán về tứ đại nhiều. Lúc nào cái gì như gì mà nó là tứ đại, nó là đất nước lửa gió, bất cứ một cái gì thuộc về vật chất bên trong hay bên ngoài nó chỉ là tứ đại, đất nước lửa gió. Tác ý như vậy, quán sát như vậy lâu thì trí tuệ sẽ sinh khởi. Hết cái bài để quán sát về tứ đại.